Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 494, một vợ người có thế nào cũng không bằng vợ mình. Nhâm Sương Bình cười ha hả nói. Giám đốc Tề, tôi chỉ nói cho hay mà thôi, cũng thật sự không thể nào đảm đương được những lời thừa nhận của ngài. Nói trắng ra thì chuyện này người phải xuất lực nhiều nhất là giám đốc Tề, ly rượu này cũng để cho tôi kính mời giám đốc Tề thì hay hơn. Đỗ Gia Hào nghe hai người Nhâm Sương Bình và Tề Vi Vi nói chuyện với nhau, ánh mắt liên tục chớp động. Khi thấy hai người mời rượu nhau thì hắn cười ha hả nói. Bí thư Nhâm, Tiểu Vi, hai người mời qua mời lại không phải đang dần làm nhau trở nên xa lạ sao? Không bằng chúng ta cùng nâng ly, chúc cho nhân dân huyện Đằng Nhạc của Vi Vi có thể tìm ra một hướng đi đúng đắn. Ba ly rượu cùng vào nhau dưới lời đề nghị của Đỗ Gia Hào, lúc này Đỗ Gia Hào nhìn ánh sáng kỳ dị lóe ra bên dưới ly rượu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một chiếc xe Audi màu đen dừng lại ở khu văn phòng khối chính quyền thành phố, Vương Tử Quân từ trong xe đi ra. Đúng lúc này lại có một chiếc Audi chạy đến, khi Vương Tử Quân bước ra khỏi xe thì Đồng Quốc Khánh cũng đi ra khỏi xe. Vương Tử Quân thấy Đồng Quốc Khánh thì trong lòng bùng lên cảm giác kinh ngạc, nhưng hắn che giấu biểu cảm của mình rất tốt, cũng không bao giờ biểu hiện ra ngoài mặt. Trong những ngày Đồng Quốc Khánh ở lại thành phố Đông Bộ, Vương Tử Quân cũng không tiếp xúc nhiều với người này. Nhưng bây giờ hắn không thể không tiến lên chào hỏi đối phương. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Vương Tử Quân đi về phía Đồng Quốc Khánh. Lúc này Đồng Quốc Khánh giống như cũng vừa phát hiện ra Vương Tử Quân, hắn cũng mỉm cười vươn tay ra với Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Đồng. Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân bắt tay Đồng Quốc Khánh, hắn mỉm cười dùng giọng ân cần chào hỏi lãnh đạo. Chào chủ tịch Tử Quân. Đồng Quốc Khánh bắt tay Vương Tử Quân không lạnh không nóng, sau đó hắn cười nói. Những ngày này có lẽ chủ tịch Tử Quân sẽ khá là mệt mỏi đấy. Điều tra 100.000 hecta táo cũng không được phép làm qua loa, tổ công tác chúng tôi thật sự chờ mong kết quả điều tra của chủ tịch Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân cười cười, cũng không tiếp nhận lời nói của Đồng Quốc Khánh. Mà Đồng Quốc Khánh giống như cũng không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn nói tiếp. Chủ tịch Vương. 100.000 hecta táo năm xưa là động lực kéo huyện Đằng Nhạc và thậm chí là cả thành phố Đông Bộ phát triển kinh tế. Nhưng lúc này thời đại đã thay đổi, chúng ta cũng không thể nào ngủ ngon mãi trong sổ ghi chép, chúng ta phải liên tục cải tiến không được dừng bước, tất cả phải coi kinh tế là trọng điểm. Vương Tử Quân khẽ buông tay Đồng Quốc Khánh, sau đó trầm giọng nói. Trưởng phòng Đồng yên tâm, tôi biết rõ nên làm gì ở sự kiện này. Vậy thì tốt rồi, chúng tôi chờ tin tốt lành từ chủ tịch Vương. Đồng Quốc Khánh đã biểu đạt mục đích của mình, lúc này hắn cũng không nói thêm điều gì, hai người vừa nói vừa đi vào khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Khi đến góc hành lang thì Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh chia tay. Vương Tử Quân nhìn Đồng Quốc Khánh chậm rãi bỏ đi mà trong đầu sinh ra vài ý nghĩ khác thường. Hắn căn cứ vào lời nói của Đồng Quốc Khánh mà phát hiện được vài vấn đề, lúc này hắn sở dĩ đụng phải Đồng Quốc Khánh cũng không phải gặp mặt ngẫu nhiên, rõ ràng là Đồng Quốc Khánh chờ mình. Vương Tử Quân vừa nghĩ lại những lời của Đồng Quốc Khánh vừa chậm rãi đi đến phòng làm việc của mình. Khi hắn đi về phòng, lúc này Đồng Quốc Khánh cũng đã đi vào phòng, lúc này hai chân mày cũng nhíu lại thật chặt. Một ly trà nóng đặt trên bàn nhưng lúc này căn bản Đồng Quốc Khánh không có tâm tư uống trà. Đồng Quốc Khánh lại quay về thành phố Đông Bộ, lần này hắn cảm thấy tất cả công tác của mình tiến triển rất thuận lợi. Dù chính mình không tham dự vào nhiều sự vụ. Thế nhưng thành phố Đông Bộ nằm dưới sự lèo lái chủ đạo của mình cũng xem như thông thoáng và bình thản. Đồng Quốc Khánh trở thành phó phòng thường vụ phòng tổ chức đã nhiều năm, những lúc rảnh rỗi hắn thích cân nhắc về người khác. Trong thành phố Đông Bộ, hắn cảm thấy dù là Tiết Diệu Tiến hay Nhâm Sương Bình đều là người mà hắn có thể xem xét được vài phần, nhưng phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân thì lại khác hẳn, người này luôn đưa hắn đi vào trong sương mù, thật sự nhìn không thấu. Nếu có thể chuyển người này đến một thành phố khác, như vậy sẽ là một chuyện tốt cho thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân vừa rồi cất bước về phòng mà không nhịn được phải khẽ lẩm bẩm. Nhưng Đồng Quốc Khánh cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy mà thôi, hắn nhìn qua thì uy phong lẫm liệt, là người đại biểu cho tỉnh ủy đến thành phố Đông Bộ. Hắn dựa theo vị trí của mình và mối quan hệ với trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, hầu như hắn là người gây ra áp lực cực lớn cho ban ngành thành phố Đông Bộ. Thậm chí Nhâm Sương Bình tiến lên làm bí thư thị ủy cũng là nhờ một phần công lao của hắn. Nhưng sự việc liên quan đến Vương Tử Quân đã là một đả kích không nhỏ với hắn. Sau nhiều lần Nhâm Sương Bình phải nuốt quả đắng,
Nhâm Xương Bình đã có ý nghĩ muốn điều Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ. Nhưng ý nghĩ này dù là rất hay thế nhưng kết quả lại vẫn là Vương Tử Quân giữ vững chức phó chủ tịch thường vụ, chính hắn lại nhận được một lời cảnh báo, mà lời cảnh báo như vậy đến từ Hứa Tiền Giang. Trưởng phòng Đồng, chủ tịch Nhâm đến. Nhân viên công tác Tiểu Lưu thuộc văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy là người cùng đi với Đồng Quốc Khánh xuống thành phố Đông Bộ, lúc này hắn khẽ đi vào phòng nói với Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh chợt kinh hoàng, sau đó lại rơi vào trầm tư. Hắn căn bản không biết Tiểu Lưu đi vào. Nhưng một cán bộ có kinh nghiệm công tác lâu năm như hắn cũng nhanh chóng ổn định lại tâm thần và biểu hiện của mình. Đồng Quốc Khánh nâng ly trà lên nhấp một ngụm với bộ dạng cực kỳ bình thường, lúc này mới dùng giọng hời hợt nói. Mời anh ta vào. Trưởng phòng Đồng, sáng sớm uống một ly trà, ngài thật sự rất nhàn nhã. Những ngày gần đây cứ mỗi sáng Nhâm Xương Bình đều đến phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, hắn ngồi một chút để kết nối quan hệ giữa hai bên. Khi Nhâm Xương Bình càng ngày càng dựa vào thật chặt. Cách xưng hô của hắn và Đồng Quốc Khánh cũng có vài phần biến đổi. Đồng Quốc Khánh cười cười nói. Ôi, chị dâu của cậu nói hút thuốc sẽ ung thư phổi, uống rượu đau dạ dày, tôi không thuốc không rượu nên chỉ có thể uống trà, có thể nói là không còn biện pháp nào hay hơn. Ha ha ha, trưởng phòng Đồng, điều này nói rõ chị dâu quan tâm đến anh, nào giống như vợ tôi, mặc kệ làm gì thì làm, suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược, dù tôi muốn khống chế lượng thuốc một ngày, muốn bỏ thuốc cũng không có động lực. Nhâm Xương Bình nói rồi ngồi xuống chiếc ghế salon không quá xa Đồng Quốc Khánh. Chương 494-2, vợ người có thế nào cũng không bằng vợ mình. Đồng Quốc Khánh lúc này cũng cầm theo ly trà đi đến ngồi xuống ghế salon, sau đó cười nói. Cậu này cần phải nhớ một câu, vợ người dù tốt thế nào cũng không bằng vợ mình. Ha ha ha, Nhâm Xương Bình nghe được câu nói của Đồng Quốc Khánh thì cười lên ha hả. Trưởng phòng Đồng, chưa nói đến những thứ gì khác. Câu nói này của ngài thật sự là rất đúng. Phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh là do khối chính quyền thành phố sắp xếp, chỉ cần ngồi trên ghế salon không cần đứng lên cũng sẽ có thể thông qua cửa sổ lớn bao quát hơn phân nửa khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Đồng Quốc Khánh đang định lên tiếng, ánh mắt hắn lơ đãng xẹt qua cửa sổ, sau đó không khỏi dừng lại. Nhâm Xương Bình luôn quan sát động tĩnh của Đồng Quốc Khánh, bây giờ thấy trưởng phòng Đồng nhìn ra bên ngoài không nói lời nào thì cũng vội vàng đưa mắt nhìn ra. Đúng lúc thấy một chiếc xe 30 chỗ dừng lại trong sân khu văn phòng. Tất nhiên chiếc xe cũng không phải thứ làm cho Nhâm Xương Bình chú ý, điều làm hắn lưu ý chính là người từ trên xe bước xuống. Thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lý Hạc Dương từ trên chiếc xe 30 chỗ đi xuống, đối diện Lý Hạc Dương không xa chính là Vương Tử Quân với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Thị ủy điều chiếc xe kia đến, xem ra cực kỳ coi trọng công trình 100.000 hecta táo. Nhâm Xương Bình nâng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm, hắn dùng giọng nhàn nhạt nói với Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh cười cười, hắn dùng giọng cực kỳ sâu sắc nói. Cũng là vì công tác mà thôi. Khi hai người Đồng Quốc Khánh và Nhâm Xương Bình đang nói chuyện với nhau, Vương Tử Quân tiến lên đón Lý Hạc Dương. Tuy Lý Hạc Dương là người xếp hạng sau hắn ở thường ủy, thế nhưng dù sao đây cũng là thường ủy thị ủy, đối phương lại đến vì mình. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng sẽ không muốn biểu hiện mình là người không hiểu lễ nghĩa. Chủ tịch Vương, may mà tôi đến kịp, các anh còn chưa xuất phát. Lý Hạc Dương vừa nói vừa nhiệt tình vươn tay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười ha hả bắt tay với Lý Hạc Dương, tuy hắn hiểu ý nghĩ của Lý Hạc Dương, thế nhưng cũng không lên tiếng. Chủ tịch Vương, đối với chuyện điều xe cho anh, tôi đã phê bình anh ta. Anh ta tuy là việc có bài bản nhưng đầu óc lạ giống như quả dưa, thật sự không thể nào linh động. Cái gì mà xe của khối chính quyền thành phố hay xe của thị ủy, không phải đều là xe của thành phố Đông Bộ sao? Bây giờ thời tiết đang nóng lên, Chủ tịch Vương lại phải xuống huyện kiểm tra chỉ đạo công tác, cũng nên ngồi những chiếc xe mới thì tốt hơn, dù sao thì chiếc xe này cũng vừa được mua từ năm ngoái mà thôi. Trưởng phòng quản lý sự vụ cơ quan là Tả Hoài Trung đi theo sau lưng thư ký trưởng Lý Hạc Dương. Cũng chính là anh Tả mà Lý Hạc Dương vừa nhắc đến. Sau khi Tả Hoài Trung nhận được ánh mắt của thư ký trưởng Lý Hạc Dương thì nhanh chóng nói. Mua vào tháng 10 năm ngoái. Xe mới có hệ thống điều hòa rất tốt, đảm bảo là hạng nhất, thế cho nên tôi mới yêu cầu anh Tả tranh thủ đưa chiếc xe này đến cho Chủ tịch Vương sử dụng. Lý Hạc Dương nở nụ cười tươi roi rói dùng giọng nhiệt tình nói với Vương Tử Quân. Cảm tạ thư ký trưởng đã quan tâm đến chuyến đi của chúng tôi, có sự quan tâm của ngài. Lần này chúng tôi đến huyện Đằng Nhạc cũng có thêm vài phần tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hạc Dương dù không nói rõ ràng nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương.
nhưng hắn đối với những chuyện thế này cũng không huỵch tệ nói ra làm gì. Cũng may Lý Hạc Dương cũng không định để cho Vương Tử Quân nói ra điều gì, hắn mở miệng phân phó lái xe cần phải chăm sóc chủ tịch Vương cho tốt, sau đó cáo từ với Vương Tử Quân. Thật sự giống như những gì hắn vừa nói, hắn đến chính là đặc biệt đưa xe mới cho Vương Tử Quân sử dụng. Lý Cẩm Hồ luôn đi sau lưng Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân và Lý Hạc Dương đều không nhắc đến ba chữ Huyện Đằng Nhạc, nhưng Lý Hạc Dương đến đưa xe có ý nghĩa là gì thì hắn lại hiểu rất rõ. Lý Hạc Dương là cán bộ đi theo sát bên cạnh Bí Thư Tiết Diệu Tiến, càng là người tâm phúc của Bí Thư Tiết, người này đưa đến cho Vương Tử Quân chiếc xe tốt nhất của thị ủy, tất nhiên không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được rõ ràng. Tôi đã từng được ngồi trên chiếc xe kia một lần rồi, khi đó là đi nghênh đón một tổ giám sát của tỉnh ủy, điều hòa cực kỳ tốt. Không ngờ hôm nay tổ công tác chúng ta xuống huyện Đằng Nhạc lại được ngồi trên chiếc xe này, có thể thấy đường đi sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Sao lại không thoải mái được? Cậu không xem là ai sử dụng xe sao? Hai tên nhân viên trẻ tuổi nghị luận làm cho Lý Cẩm Hồ nghe mà có hơi nhíu mày, nhưng càng là như vậy hắn càng phải giữ tâm tính bình tĩnh. Vì nếu hắn lên tiếng phê bình hai nhân viên trẻ tuổi kia chỉ vì một chiếc xe, căn bản không phải là một suy nghĩ sáng suốt. Chủ tịch Vương, đã đến giờ rồi. Trưởng phòng nông nghiệp thành phố Đông Bộ khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Hành trình điều tra lần này lấy Vương Tử Quân làm chính, nhưng các đơn vị ban ngành cũng phải phái người đi theo, tất nhiên trưởng phòng nông nghiệp càng là người dẫn đầu. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi vào trong chiếc xe đã mở cửa. Một cảm giác tươi mát từ trên xe phủ lên toàn thân. Đằng Nhạc là một huyện ở phía tây bắc thành phố Đông Bộ, diện tích thuộc hạng vừa, vì trồng táo kéo kinh tế phát triển mạnh mẽ, thế cho nên là huyện trồng táo nổi tiếng khắp tỉnh. Chỉ là những năm này giá táo ngày càng giảm, thế cho nên sản nghiệp kinh tế trong huyện cũng kém hẳn đi, mỗi năm đều tụt xuống một bậc. Thế nhưng nếu so với các huyện khác thì Đằng Nhạc lại có một ưu thế rất tuyệt, là cán bộ huyện Đằng Nhạc. Các vị bí thư huyện ủy huyện Đằng Nhạc qua các thời kỳ đều được đề bạt, trong số các bí thư huyện ủy như vậy bây giờ có bí thư Tiết Diệu Tiến nổi tiếng khắp thành phố. Rời khỏi nội thành Đông Bộ thì đường đi thật sự rất thông suốt, con đường đến huyện Đằng Nhạc cũng thật sự rất đẹp. Tuy đây không phải là đường mới nhưng lại không sóc nảy, Vương Tử Quân ngồi trong xe cùng trò chuyện với trưởng phòng nông nghiệp Cổ Linh Dân. Cổ Linh Dân là một người đàn ông hơn 40, dáng người hơi mập, trên gương mặt tròn chỉnh là nụ cười tươi sáng. Mái tóc được trải ra hai bên. Sau khi Vương Tử Quân lên xe thì trưởng phòng Cổ Linh Dân luôn theo sát tiến độ của lãnh đạo, sau đó nhanh chóng bàn luận với Vương Tử Quân về tình huống phát triển nông nghiệp của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, hắn không phải là người chủ quản khối nông nghiệp, thế nhưng hắn lại biết được không ít chuyện. Sau khi nói chuyện với trưởng phòng Cổ Linh Dân, Vương Tử Quân phát hiện vị trưởng phòng này rất có con đường của chính mình trên phương diện công tác ở phòng nông nghiệp. Chương 494-3, vợ người có thế nào cũng không bằng vợ mình. Chủ tịch Vương, công tác tam nông cũng không dễ thực hiện. Cổ Linh Dân nói chuyện với Vương Tử Quân một lúc, sau đó bắt đầu kêu khổ. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ, bây giờ đám cán bộ lãnh đạo đơn vị đều nói cái gì cũng khó khăn. Có một câu như thế này, trẻ khóc sẽ có ăn, thế cho nên đám lãnh đạo ban ngành thành phố luôn áp dụng câu nói này cực kỳ chặt chẽ. Vương Tử Quân tuy không kiểu kêu khổ như vậy nhưng cũng không bài xích. Một thành phố có hơn chục đơn vị ban ngành, ngoài hai vị lãnh đạo của phòng tổ chức và cục công an là không thể không biết, đám lãnh đạo đơn vị còn lại muốn được lãnh đạo coi trọng thì cũng chỉ có thể khóc lóc kêu gào, chẳng qua khóc cũng phải nắm chắc mức độ. Ngày thường Lý Cẩm Hồ và Cổ Linh Dân cũng có chút tiếp xúc, bây giờ thấy Vương Tử Quân khẽ nhíu mày thì hắn trầm giọng nói. Trưởng phòng Cổ, lúc này anh cũng đừng nên kêu khổ với Chủ tịch Vương. Hiện nay các vị trưởng phòng các anh đều mở miệng là nói đơn vị mình không dễ làm việc, nếu không thì Chủ tịch Vương sẽ lên tiếng đề nghị với hội nghị thường ủy tìm người đến thay thế, sau đó để xem là đơn vị nào khó công tác hơn. Cổ Linh Dân cũng là một người khôn khéo, lúc này nghe được lời trêu chọc của Lý Cẩm Hồ thì ý thức được chính mình không nên tiếp tục dừng lại ở đề tài này. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ mới, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, thư ký trưởng nói rất đúng. Nếu thật sự như vậy thì tôi cũng sẽ phải đi cửa sau với anh, nếu có một ngày như vậy chỉ mong anh sắp xếp cho tôi một công tác tốt hơn. Mọi người nói đùa với nhau làm cho bầu không khí trong xe đã dễ chịu hơn. Đúng lúc này xe có hơi lắc lư, tài xế mở miệng nói. Chủ tịch Vương, xe đã rời khỏi nội thành, đoạn đường kế tiếp sẽ có hơi khó đi một chút. Vương Tử Quân thông qua cửa sổ để nhìn ra bên ngoài,
tuy chỉ nhìn được đại khái, thế nhưng cũng có thể thấy được trên đường có vài ổ gà lớn nhỏ. Tiểu Lộ, cứ chạy từ từ thôi, không cần gấp gáp. Vương Tử Quân khoát tay áo với tài xế, trên mặt mang theo nụ cười. Lái xe Tiểu Lộ nghe rõ lời phân phó của Vương Tử Quân thì chạy chậm lại một chút, nhưng cảm giác lắc lư vẫn không ngừng lại. Vương Tử Quân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này sắc xanh ngập tràn, thế là hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Vương Tử Quân không mở miệng thì trên xe cũng không ai dám nói thêm lời nào, bầu không khí khá yên ắng. Cổ Linh Dân ngồi cách Vương Tử Quân không xa, trong đầu không khỏi phỏng đoán ý nghĩ của lãnh đạo. Cổ Linh Dân là trưởng phòng nông nghiệp thành phố Đông Bộ, hắn hiểu rất rõ tình huống của huyện Đằng Nhạc. Cũng vì hiểu rõ tình huống mà hắn cảm thấy muốn xử lý sự việc 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc thật sự không phải dễ. Bây giờ lãnh đạo phái chủ tịch Vương xuống xử lý sự việc, rõ ràng là một củ khoai lang nóng. Cổ Linh Dân là một trưởng phòng nông nghiệp, hắn không thể nào tìm trăm phương ngàn kế và phái các vị cấp phó trợ thủ đi theo đoàn Vương Tử Quân, đồng thời hắn cũng có tâm tư ước lượng. Cổ Linh Dân muốn nhân cơ hội lần này để được tiếp xúc nhiều với phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân. Dù có ra tay ác độc với 100.000 hecta táo của huyện Đằng Nhạc thì người chủ đạo cũng là Vương Tử Quân, Cổ Linh Dân chỉ là một trưởng phòng nông nghiệp, căn bản chưa đến mức phải đứng ra phụ trách. Có lẽ bây giờ chủ tịch Vương đang phát sầu vì sự kiện 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc. Cổ Linh Dân thầm suy đoán nguyên nhân trầm mặc của Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng thật sự không có ý nghĩ gì hay trong phương án xử lý 100.000 hecta táo kia. Nói trắng ra thì dù Cổ Linh Dân có nghĩ được phương án giải quyết cũng sẽ không nói ra, dù sao thì sự việc lần này cũng không đơn giản chút nào. Tiểu Lộ, mở nhạc lên nghe đi. Vương Tử Quân dụi điếu thuốc vào chon gạt tàn, sau đó hắn tươi cười nói. Tiểu Lộ cũng cảm nhận được bầu không khí đè nén trong xe, nhưng hắn chỉ là một lái xe, nào có dư âm lên tiếng ở chỗ này. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân phân phó, thế là cảm thấy giống như được đại xá, vội vàng mở nhạc. Một bài hát với nhịp điệu bình thường và nhẹ nhàng vang lên trong xe, bầu không khí có chút áp bức vì Vương Tử Quân không nói lời nào đã hòa hoãn trở lại. Khu vực giáp danh của huyện Đằng Nhạc, một dãy 7-8 chiếc xe dừng chỉnh tề ven đường. Bí thư huyện ủy Lý Ổn Trung và chủ tịch La Định Lôi mang theo đám thường ủy huyện ủy Đằng Nhạc đến đây chào đón lãnh đạo. Nếu dựa theo cấp bậc của Vương Tử Quân thì đám người Lý Ổn Trung căn bản không cần ra đón ở vùng giáp danh thế này, dù sao thì quy tắc đãi ngộ cũng đã quá rõ ràng, chỉ có bí thư và chủ tịch thị ủy mới được cấp huyện chào đón như thế. Nhưng hôm nay Lý Ổn Trung và La Định Lôi đều giống như rất ăn ý, vừa mới đi làm đã tập hợp đám thường ủy huyện ủy đi chào đón tổ điều tra của Vương Tử Quân. Lý Ổn Trung cầm trong tay một cây lúa mạch, hắn xoay xoay vài cái rồi nói với La Định Lôi ở bên cạnh. Chủ tịch La, năm nay mùa màng rất tốt, cây lúa mạch năm nay sẽ cho ra sản lượng lớn. Nhưng chúng ta cũng không nên phớt lờ chủ quan, cần phải tiến thêm một bước trong công tác giám sát chỉ đạo nông dân chú tâm ruộng đồng. La Định Lôi nhìn bàn tay của Lý Ổn Trung, sau đó hắn trầm giọng nói. Bí thư Lý cứ yên tâm, sau khi quay về tôi sẽ sắp xếp thật tốt. Sẽ để chủ tịch Lý và phòng nông nghiệp của huyện đề xuất một phương án tưới tiêu cực kỳ cụ thể. Hai vị lãnh đạo đứng đầu huyện lên tiếng thì chung quanh cũng tụ tập một nhóm người, bọn họ tuy cũng chen vào vài câu lúc hai vị lãnh đạo không lên tiếng, thế nhưng chủ đạo vẫn chỉ là Lý Ổn Trung và La Định Lôi. Sau khi nói thêm vài câu về tình huống nông nghiệp, Lý Ổn Trung nhìn đồng hồ rồi nói với vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Chủ tịch Vương sắp đến chưa? Có lẽ 10 phút nữa sẽ đến. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trần Trường Nhạc tuy đã tính toán nhiều lần nhưng bây giờ nghe được câu hỏi của bí thư Lý Ổn Trung, hắn vẫn phải nhìn đồng hồ của mình, sau đó khẽ nói với bí thư Lý. Lý Ổn Trung khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Lúc này Lý Ổn Trung cũng không hỏi chủ nhiệm Trần Trường Nhạc, hắn hỏi đám thường ủy đứng chung quanh. Bí thư Lý yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong, tuyệt đối sẽ không chọc ra sai lầm. Phó bí thư huyện ủy Đặng Văn Bằng cười ha hả rồi dùng giọng cực kỳ tự tin nói với Lý Ổn Trung. Lý Ổn Trung khẽ gật đầu nói. Lần này chủ tịch Vương xuống điều tra 100.000 hecta táo của huyện Đằng Nhạc chúng ta, nó có liên quan đến phương diện huyện Đằng Nhạc có thể giữ lại được vườn táo hay không, càng liên quan đến thể diện và biển hiệu của cả huyện. Nếu có vấn đề gì, tôi nói lời tục tĩu trước, nếu ai có vấn đề thì người đó phải chịu trách nhiệm. Đến lúc đó cũng đừng trách Lý Ổn Trung tôi không thèm nể mặt. Chương 494-4, vợ người có thế nào cũng không bằng vợ mình. La Định Lôi chợt cau mày, tuy hắn không quá đồng ý với sách lược của Lý Ổn Trung, thế nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một vị chủ tịch huyện,
chỉ là lãnh đạo hạng hai trong huyện, chưa đến thời điểm cực kỳ bất đắc dĩ thì hắn sẽ tuyệt đối không đứng ra phản đối ý kiến của bí thư. Bí thư Lý, chúng tôi đã chuẩn bị xong, ngài cứ giữ chặt tâm tư, Chủ tịch Vương sẽ không thể nào nghe được những lời bất lợi với sự phát triển của huyện Đằng Nhạc chúng ta. Đặng Văn Bằng lại nói thêm một câu. Đặng Văn Bằng và Lý Ổn Trung có quan hệ rất tốt, khi Tiết Diệu Tiến đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy Đằng Nhạc, Đặng Văn Bằng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, có chút quan hệ với Tiết Diệu Tiến. Cũng nhờ vào điều này mà ngoài bí thư Lý Ổn Trung thì hắn thật sự không chịu phục bất kỳ kẻ nào ở trong huyện Đằng Nhạc, đặc biệt là càng khó chịu với La Định Lôi. Vì sao Đặng Văn Bằng lại có thái độ như vậy? La Định Lôi tất nhiên sẽ biết rõ ràng, là vì chính mình có thể trở thành chủ tịch huyện Đằng Nhạc. Đặng Văn Bằng cảm thấy vị trí đó nên thuộc về mình, thế cho nên coi La Định Lôi giống như kẻ chiếm chỗ của mình. Vậy thì tốt rồi. Lý Ổn Trung khẽ gật đầu, sau đó hắn giống như nhớ ra điều gì đó, hắn khẽ vẫy tay với người khác, tỏ ý tập trung mọi người lại bên cạnh mình. Lý Ổn Trung là một người cực kỳ có uy tín trong huyện Đằng Nhạc, khi hắn ngoắc tay, vì vị thường ủy vốn không dựa vào hắn cũng phải nhanh chóng đi đến. Các đồng chí, tôi đã vài lần nhắc về tính quan trọng của sự kiện điều tra lần này, tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều, đó chính là hôm nay phải làm sao cho Chủ tịch Vương thật sự thỏa mãn. Chủ tịch Vương là một vị lãnh đạo cực kỳ quan trọng trong thành phố Đông Bộ chúng ta, là người có quyền lên tiếng rất cao ở phương diện huyện Đằng Nhạc chúng ta có thể bảo tồn 100.000 hecta táo hay không. Vì vậy lần này tiếp đãi Chủ tịch Vương, tôi yêu cầu mọi người đề cao giống như tiếp đãi Bí thư Tiết, ai cũng phải đề cao tinh thần, không để bất kỳ sai sót nào phát sinh. Lý Ổn Trung tuy không nói quá lớn nhưng một câu tiếp đãi như với Bí thư Tiết lại làm cho nhiều người lắp bắp sợ hãi. Dù sao khi Chủ tịch Nhâm Sương Bình xuống huyện Đằng Nhạc kiểm tra giám sát thì một người là bí thư huyện ủy như Lý Ổn Trung cũng chưa từng huy động nhân lực như lúc này, bây giờ dù Vương Tử Quân xuống điều tra 100.000 hecta táo của huyện Đằng Nhạc, cũng chưa đến mức biến thành nhiệm vụ chính trị cao như vậy chứ. Tiết Diệu Tiến chính là bí thư thị ủy đi ra từ vị trí bí thư huyện ủy huyện Đằng Nhạc, là người có địa vị đặc thù ở trong huyện Đằng Nhạc. Trong một bữa tiệc rượu bí thư Lý Ổn Trung từng nói một câu như thế này. Huyện Đằng Nhạc chính là căn cứ địa của Bí thư Tiết. Lý Ổn Trung vừa tập trung các vị thường ủy huyện ủy lại để nhắc nhở được chưa lâu thì chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trần Trường Nhạc lại đi đến báo cáo, nói rằng 3 phút sau xe của Chủ tịch Vương sẽ đi đến vùng giáp danh. Lý Ổn Trung khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, sau đó hắn cất bước đi về phía vùng giáp danh. Đám thường ủy huyện ủy cũng đã rất quen thuộc trình tự như thế này, bọn họ cũng theo sát sau lưng Lý Ổn Trung và La Định Lôi cùng đứng thành hàng. Chiếc xe 30 chỗ dừng lại ở địa phận của huyện Đằng Nhạc, cửa xe mở ra, Vương Tử Quân bước xuống với nụ cười và tư thái cực kỳ phong độ, sau đó bắt tay với Lý Ổn Trung đáng tiến lên chào đón. Hoan nghênh lãnh đạo đến huyện Đằng Nhạc kiểm tra chỉ đạo công tác. Lý Ổn Trung dùng hai tay bắt chặt tay của Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Lý, các anh khổ cực rồi. Vương Tử Quân nói rồi lại bắt tay với La Định Lôi sau lưng Lý Ổn Trung. La Định Lôi cũng nói lời hoan nghênh Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng không lên tiếng, chỉ là bàn tay có hơi dùng sức, mà một hành vi nhỏ như vậy lại làm cho tâm tình La Định Lôi như nở hoa. Chủ tịch Vương như vậy thật sự làm cho La Định Lôi cảm thấy vui sướng, tuy hắn biết rõ nó không hoàn toàn đại biểu cho cái gì, thế nhưng tối thiểu thì mình cũng có chút địa vị trong mắt lãnh đạo. Sau khi cười cười với các vị thường ủy khác, Vương Tử Quân đi về phía chiếc xe 30 chỗ. Dù sao đây cũng là vùng giáp danh. Không phải địa phương nói chuyện. Khi lên xe thì Vương Tử Quân cũng mời Lý Ổn Trung và La Định Lôi lên xe của mình. Chủ tịch Vương, đây là 100.000 hecta táo của huyện Đằng Nhạc chúng tôi. Vườn trái cây này được trồng từ 10 năm trước, không những là sản nghiệp tăng thu nhập và giúp nông dân làm giàu, còn tạo ra danh tiếng cho huyện Đằng Nhạc chúng tôi. Sau khi làm công tác báo cáo đơn giản cho Vương Tử Quân, Lý Ổn Trung chỉ vào những vườn táo ven đường rồi dùng giọng cực kỳ chú ý giới thiệu cho Vương Tử Quân. Sản lượng táo cũng thật sự không thấp, những năm gần đây huyện lại tổ chức cho nhân viên kỹ thuật xuống thôn xóm, đến trú trong các vườn táo, thực hành phân vùng trách nhiệm, triệt để xử lý các vấn đề khó khăn của nông dân, thế cho nên nhận được hiệu quả rất rõ ràng. Bây giờ tình huống của cây táo thật sự rất tốt, bước tiếp theo chúng tôi sẽ tiến cử giống táo tiên tiến, loại thải những giống thường, bảo sẽ gia tăng sản lượng và thu nhập cho nhân dân. Lý Ổn Trung rõ ràng đã bỏ ra khá nhiều công sức trên phương diện báo cáo với Vương Tử Quân. Hắn nói ra một loạt số liệu, thậm chí lúc này trong huyện có bao nhiêu gốc táo cũng được hắn nói ra rất rõ ràng. La Định Lôi dù là ngồi trên xe cùng Lý Ổn Trung nhưng thật sự không biết phải nói làm sao.
khi Lý Ổn Trung báo cáo thì hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, quan sát phản ứng của vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia. La Định Lôi thấy Vương Tử Quân không nói nhiều nhưng mỗi câu nói ra sẽ đều đặt trên những điểm cực kỳ quan trọng. Có thể căn cứ vào những câu hỏi của Chủ tịch Vương vào lúc này để biết được vài vấn đề, đó là Chủ tịch Vương không phải không biết gì về vấn đề cây táo ở huyện Đằng Nhạc. Xem ra lần này muốn thoải mái vượt qua kiểm tra với Chủ tịch Vương cũng có chút khó khăn. La Định Lôi biết rõ Vương Tử Quân sẽ dẫn theo đội ngũ xuống huyện Đằng Nhạc để kiểm tra, hắn thật sự cảm thấy khó thể ứng phó, bây giờ nhìn vẻ mặt của Chủ tịch Vương thì hắn càng khẳng định điều này. La Định Lôi có thể ý thức được vấn đề thì Lý Ổn Trung cũng nhìn ra được. Dù hắn lúc này vẫn đang chậm rãi lên tiếng với lãnh đạo, vẫn báo cáo đâu ra đấy, thế nhưng trong lòng đã có vài phần e dè. Vương Tử Quân nói không nhiều nhưng tất cả đều đặt trên những vấn đề quan trọng, điều này làm cho hắn có chút không kịp chuẩn bị, trên trán vã ra một tầng mồ hôi, trong lòng vốn còn có nhiều thứ cần báo cáo, thế nhưng lúc này lại bị hắn bỏ qua. Cũng may Lý Ổn Trung là một lão cơ quan nhiều kinh nghiệm, cũng có thể ứng phó với tình cảnh thế này. Dù hắn cảm thấy khó thể mở miệng, thế nhưng tốt xấu gì cũng phải gắng gượng cho qua. Chương 495, một lời hay dễ nói, chuyện đẹp khó làm. Bây giờ trong xã hội có một bài vè châm chọc lãnh đạo xuống cơ sở kiểm tra chỉ đạo công tác, lãnh đạo xuống kiểm tra thì phải làm sao? Trước tiên phải xem xét cơm nước trong nhà khách, sau đó thì sao? Phải chạy xe đi thăm thú một vòng, sau khi tham quan xong thì sao? Tất nhiên sẽ đến địa điểm danh lam thắng cảnh nào đó để xem xét, lại tiếp tục đổi địa phương dùng cơm, ăn cơm xong thì ca hát vui vẻ, sau đó vào nhà tắm hơi thoải mái một phen. Tìm vài tiểu thư xoa bóp cho thoải mái, cuối cùng thì cầm theo quà cáp của cấp dưới và nói lời tạm biệt, sau đó thì làm gì nữa? Thích làm gì thì làm. Câu vè này rõ ràng là vơ đũa cả nắm, thế nhưng nhìn vào đó có thể thấy sự qua loa đại khái cưỡi ngựa xem hoa khi lãnh đạo xuống tuyến dưới thị sát kiểm tra công tác. Vì vậy cuối cùng Vương Tử Quân cũng không tiếp tục hỏi, cũng không phải vì hắn không hiểu những gì Lý Ổn Trung báo cáo không đúng trọng điểm, mà cảm thấy mình có hỏi nữa cũng phí công. Hắn đến huyện Đằng Nhạc để điều tra, nếu chỉ đơn thuần là nghe báo cáo và căn cứ vào đó để quyết định thì tất nhiên là không thể nào, có một số thứ nếu hỏi quá rõ ràng thì ngược lại cũng không phải là chuyện gì tốt. Dưới sự mở đường của xe cảnh sát, chỉ hơn 20 phút sau đoàn xe đã dừng lại trước hội trường huyện Đằng Nhạc. Lúc này các vị lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện và Mặt trận Tổ quốc cũng đã chờ sẵn, bọn họ cùng kết hợp tiến lên chào đón Chủ tịch Vương Tử Quân. Lý Ổn Trung nhìn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc bắt tay với Vương Tử Quân, trong lòng thầm thở dài một hơi. Khi Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ thì Lý Ổn Trung thật sự còn không coi tên Phó Chủ tịch Thường vụ trẻ tuổi kia ra gì, nhưng khi Vương Tử Quân đứng vững gót chân ở thành phố Đông Bộ, hắn mới bắt đầu dùng ánh mắt khác nhìn về phía vị Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố, bây giờ lại càng đặt Vương Tử Quân lên đúng vị trí của lãnh đạo thành phố. Những sự việc xảy ra vào ngày hôm nay thật sự làm cho Lý Ổn Trung cảm thấy có chút bất an. Hắn chợt phát hiện mình đối mặt với vị phó chủ tịch thường vụ này và tỏ ra cực kỳ kiêng kỵ. Loại cảm giác này làm cho Lý Ổn Trung thật sự không thấy thoải mái chút nào, cảm giác này lại rơi xuống rất sâu trong lòng hắn. Chủ tịch Vương, nghe nói ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác thì cả huyện Đằng Nhạc giống như chào đón năm mới. Mong chủ tịch Vương cho ra vài yêu cầu trọng điểm, để mọi người bày tỏ lòng nhiệt tình, cũng tốt cho phương diện công tác. Lý Ổn Trung tuy biết rõ mình không dễ thông qua trên người Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nhất định phải theo sát Chủ tịch Vương. Khi Vương Tử Quân bắt tay với một vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, hắn cười ha hả nói. Vương Tử Quân cũng không từ chối lời mời của Lý Ổn Trung, hắn cất bước vào trong hội trường của huyện Đằng Nhạc. Lúc này hội trường có thể chứa được vài trăm người đã đầy người tụ tập. Chúng ta dùng tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh đồng chí thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân cho ra vài lời chỉ thị quan trọng với huyện Đằng Nhạc. Lý Ổn Trung nói vài lời hoan nghênh lãnh đạo thành phố xuống chỉ đạo công tác, sau đó đột nhiên lên giọng, dùng giọng toan tính nói. Khi Lý Ổn Trung vừa nói ra khỏi miệng thì các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành của huyện Đằng Nhạc phải dùng sức vỗ tay, đám cán bộ bên dưới lại nhiệt liệt phản ứng, giống như muốn làm cho hội trường của huyện Đằng Nhạc nổ tung. Vương Tử Quân tươi cười vung tay lên áp xuống, sau đó mới trịnh trọng nói. Thưa các đồng chí, bí thư Lý để tôi cho ra chỉ thị quan trọng. Tôi cũng không dám khẳng định là chỉ thị quan trọng. Vì người hiểu rõ về huyện Đằng Nhạc nhất cũng không phải là tôi, cũng không phải là lãnh đạo thị ủy, mà chính là các đồng chí đang trường kỳ chiến đấu hăng hái, đang đổ mồ hôi cho ra những cống hiến trọng đại với kinh tế của huyện Đằng Nhạc. Các vị đồng chí ngồi đây đều công tác ở cơ sở, trực tiếp liên hệ với quần chúng,
có thể nói là những người trực tiếp đứng ở đầu sóng ngọn gió. Hoàn cảnh công tác là nắng nóng mưa sa, toàn thân đầy bùn đất, trạng thái công tác là trợn trừng hai mắt, bận rộn như điên, lại bị tuyến trên liên tục cho ra nhiệm vụ nặng nề, thật sự là không dễ dàng chút nào. Nhưng thưa các đồng chí, tổ chức biết các vị khổ cực và mệt mỏi, hơn nữa lại ký thác và kỳ vọng vào mọi người. Có thể nói tất cả tình huống của huyện Đằng Nhạc đều nằm trong đầu các vị cán bộ đồng chí nơi đây, huyện Đằng Nhạc muốn phát triển, kinh tế muốn đi lên thì đều dựa vào các đồng chí nơi đây. Nếu nói không chút khoa trương, các anh chính là những người đi đầu, những con chim nhạn đầu đàn trong công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của huyện Đằng Nhạc. Vương Tử Quân phát biểu cũng không quá lâu, cũng chỉ hơn 10 phút. Hắn mở miệng cũng không nói huyện Đằng Nhạc phải làm như thế nào, mà trọng điểm lại đặt lên người cán bộ huyện Đằng Nhạc. Trong bài phát biểu, Vương Tử Quân hiệu triệu cán bộ và quần chúng huyện Đằng Nhạc, yêu cầu mọi người một là nắm chặt công tác, hai đổi mới tư tưởng, ba nhìn rõ vấn đề đang xảy ra. Hắn yêu cầu các đồng chí đặt tinh lực lên các công tác trọng tâm của Đảng ủy chính quyền huyện Đằng Nhạc, yêu cầu mọi người toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển, cho ra cống hiến cao độ đẩy mạnh phát triển kinh tế huyện Đằng Nhạc và tăng thu nhập cho nhân dân. Vương Tử Quân phát biểu không vạch ra những yếu kém của địa phương, hơn nữa còn làm cho đám cán bộ tham gia hội nghị cảm thấy rất thoải mái. Cán bộ lãnh đạo từ tuyến trên xuống huyện thường chỉ ngồi trên đài chủ tịch cho ra chỉ thị, cho ra yêu cầu trọng điểm, sau đó đám cán bộ bên dưới vỗ tay một cái là xong. Không ngờ vị chủ tịch trẻ tuổi kia lại có thể nói đến đúng trọng điểm, có thể thấy được sự mệt mỏi khổ cực của cán bộ cơ sở, thật sự nói lên tiếng lòng của đám cán bộ cơ sở huyện Đằng Nhạc. Bí thư Lý, thấy chưa? Anh còn nói thanh niên không vững vàng, ngoài miệng không lông nói lời không tốn sức. Bây giờ anh thấy thế nào? Theo tôi thấy thì lãnh đạo tuy còn trẻ nhưng trong lòng rõ ràng như tổ ong vò vẽ, không thể nhìn vào bằng ánh mắt bình thường. Ở hàng ghế thứ hai bên dưới đài, một vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc liên tục gật đầu rồi khẽ nói với một đồng sự ở bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh cũng hơn 50, trên đầu cũng không còn lại được vài sợi tóc, có vẻ rất chướng mắt dưới ánh sáng rực rỡ của bóng đèn trong phòng. Chương 495-2, lời hay dễ nói, chuyện đẹp khó làm. Vừa rồi vị cán bộ này luôn chăm chú nghe Vương Tử Quân phát biểu, bây giờ nghe thấy bạn già trêu chọc thì gật đầu theo thói quen rồi nói. À, xem ra thật sự có tài, phát biểu có thể làm cho lòng người tươi vui thoải mái. Nhưng lời dây dễ nói việc tốt khó làm, lúc này huyện Đằng Nhạc chúng ta cần gì? Đó mời là giải quyết vấn đề, anh cảm thấy một vị cán bộ trẻ tuổi như vậy có thể lấp cái hố mà bí thư Tiết lão hổ đã đào ra được sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy được. Ba chữ Tiết lão hổ rơi vào trong tai của vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc không khỏi làm cho nụ cười trên mặt hắn giảm đi vài phần. Gương mặt có chút âm trầm, hắn há miệng muốn nói chuyện nhưng cuối cùng lại không nói ra lời nào. Thế nào, không nói được gì nữa sao? Chúng ta tuy không ngồi ở trên kia, thế nhưng người khác nhìn vào huyện Đằng Nhạc chỉ thấy sương mù, còn tôi và anh lại không rõ ràng à? Theo tôi thấy muốn giải quyết việc này, trừ khi là Tiết lão hổ quay về huyện Đằng Nhạc làm bí thư huyện ủy mà thôi. Anh Lý vừa nói vừa thở dài một hơi, rõ ràng lão cũng biết những gì mình vừa nói là không thể nào xảy ra được. Anh Lý, nếu cho Tiết lão hổ xuống làm bí thư huyện ủy, tôi thấy không bằng cho anh lên làm phó chủ tịch thường vụ huyện Đằng Nhạc. Biết đâu anh là phó chủ tịch thường vụ huyện Đằng Nhạc sẽ có thể khắc phục được khó khăn lần này. Anh Lý đang đưa tay sờ đầu, lúc này lão chợt giật mạnh tay, thế là hơn chục sợi tóc bạc đã bị lão rứt ra. Ôi, anh Lý, anh không cần gấp gáp như vậy. Dù là anh muốn nhanh chóng giải quyết công trình 100.000 hecta táo, thế nhưng cũng phải chờ xem Chủ tịch Vương xử lý thế nào đã chứ. Có người ở phía sau bắt đầu mở lời trêu chọc anh Lý. Anh Lý thật sự thẹn quá hóa giận, lão trừng mắt nhìn đám người ở phía sau, cuối cùng ánh mắt lại chuyển lên người vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi trên đài. Lão thầm nghĩ, người này mở miệng nói rất hay, thế nhưng nếu thật sự áp dụng thì chỉ sợ tha hồ mà luống cuống tay chân. Nếu muốn nương nhờ vào người này để xử lý vấn đề cây táo ở huyện Đằng Nhạc, căn bản là nằm mơ. Huyện Đằng Nhạc có thể nói là cố gắng sắp xếp bữa cơm chiêu đãi Vương Tử Quân, dùng cơm trưa trong văn phòng. Lý Ổn Trung sắp xếp như vậy cũng xem như có một phen khổ tâm, hắn biết rõ dựa vào thân phận của Vương Tử Quân thì xã giao rất nhiều, tất nhiên sẽ thường xuyên ra vào khách sạn cao cấp ăn sơn hào hải vị, bây giờ dù dùng bất kỳ món ngon nào cũng xem ra khó đủ cấp bậc. Thế là hắn đã sớm phân phó cơ quan làm thức ăn đặc sản huyện Đằng Nhạc, thế là đột nhiên tìm được hiệu quả bất ngờ. Bữa cơm trưa hôm nay thật sự rất có hương vị, các món đặc sản huyện Đằng Nhạc được đầu bếp nấu rất đẹp và phong phú, hầu như rất lạ miệng và kích thích khẩu vị của mọi người, đặc biệt là Vương Tử Quân.
Món súp được đựng trong một chiếc hũ sứ khá lớn, khi được đặt lên bàn và mở nắp ra xem thì thấy màu sắc rất đẹp. Lý Ổn Trung lên tiếng giới thiệu cho Vương Tử Quân, nói rằng ở huyện Đằng Nhạc này cũng không có vài món ngon, đầu bếp Lý trong cơ quan lại có sở trường nấu món súp đậu hũ củ cải, đây là món súp gia truyền, hôm nay mời Chủ tịch Vương nếm thử. Món súp có hai màu xanh trắng là chủ đạo, xanh là rau, trắng là đậu hũ, còn có vài loại hạt gì đó màu đỏ, ngoài ra cũng không còn thứ gì khác. Nhưng khi nếm thử mới thấy súp rất thơm, thuần khiết, nồng hậu, vị vừa phải, cực kỳ hấp dẫn. Vương Tử Quân hút một ngụm súp mà cảm thấy dạ dày thư thái, giác quan như sống dậy, giống như tất cả đều linh mẫn hơn, toàn thân cực kỳ linh hoạt, đúng là súp ngon. Vương Tử Quân uống thêm hai chén súp, Lý Ổn Trung nhìn Vương Tử Quân dùng cơm mà không khỏi nở nụ cười vui vẻ, lần này xem ra chút tâm trí của mình cũng không quá thất bại. Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi một lúc, Vương Tử Quân nói muốn xuống thực địa xem xét tình huống. Thế là bí thư Lý Ổn Trung và chủ tịch La Định Lôi đều theo sát phía sau lưng Vương Tử Quân. Sau khi đi nhìn một nhà nông đang tỉa cành cho cây táo, hắn lại đến một vườn táo khác nói chuyện với một ông lão nhà nông. Ông lão này rõ ràng cũng phát hiện ra thân phận của Vương Tử Quân, vì vậy khi nói chuyện với Vương Tử Quân thì thật sự có chút mất tự nhiên. Ông lão nhà nông có biểu hiện mất tự nhiên làm cho Lý Ổn Trung sinh ra cảm giác bất mãn, cũng thầm cảm thấy sốt ruột. Nhưng vì có Vương Tử Quân ở đây nên hắn thật sự không thể nói gì hơn. Thưa bác, vườn táo này là của nhà mình sao? Vương Tử Quân hỏi ông lão vài câu rồi dùng giọng thân thiết hỏi thăm. À, đây là vườn nhà tôi, hì hì. Ông lão ngậm thuốc của Vương Tử Quân, trong mắt có chút do dự. Năm nay thu hoạch táo như thế nào? Một cây được bao nhiêu cân? Vương Tử Quân ngồi xuống một thân gỗ bên dưới rồi dùng giọng tùy ý hỏi. Khoảng 100-200 cân. Ông lão trả lời vấn đề này rất rõ ràng, căn bản là không chút do dự. Giá cả táo năm nay thế nào? Vương Tử Quân chờ ông lão trả lời xong thì tiếp tục hỏi. À, điều này, cũng bán buôn khá tốt, huyện chúng tôi có hiệp hội táo chăm lo phương diện tiêu thụ, những người trồng táo chúng tôi cũng không quá lo lắng về vấn đề tiêu thụ táo, giá cả cũng không thấp, tính ra hàng năm có thể thu được 2-3 ngàn. Lúc đầu ông lão còn có chút ấp úng, nhưng cuối cùng lại nói rất lưu loát. Lý Ổn Trung nghe ông lão trả lời mà không khỏi thở dài một hơi, khi Vương Tử Quân đặt câu hỏi thì hắn cảm thấy trái tim của mình giống như sắp nhảy lên cuống họng, hận không thể tiến lên đẩy ông lão sang một bên, để chính mình lên tiếng báo cáo với Chủ tịch Vương. Lý Ổn Trung thật sự có chút bực bội vì tình huống căng thẳng vào lúc này, sở dĩ xuất hiện tình huống này cũng là vì mình quá mức coi trọng hành trình kiểm tra giám sát của Vương Tử Quân. May mà bên dưới sắp xếp tốt, cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lý Ổn Trung thở dài một hơi, hắn thấy Vương Tử Quân dùng ánh mắt soi mói nhìn ông lão nông dân, thế là vội vàng tiến lên khẽ nói. Chủ tịch Vương, những năm gần đây chúng tôi tiến hành quan tâm đặc biệt đến cây táo, mỗi xã đều có hiệp hội táo, đảm bảo có cung có cầu, tiêu thụ thông thoáng, đảm bảo cho nhà nông có tiền lời. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ bắt tay với ông lão nông dân, sau đó cùng đám người Lý Ổn Trung rời khỏi vườn táo. Huyện Đằng Nhạc thật sự sắp xếp nhiều con đường thị sát cho Vương Tử Quân lựa chọn, dĩ vãng lãnh đạo xuống thì chỉ cần xác định một con đường khảo sát kiểm tra là được, nhưng bây giờ đối mặt với một vị phó chủ tịch thường vụ cường thế như Vương Tử Quân, Lý Ổn Trung biết mình không nên ra bài theo lẽ thường. Thế cho nên hắn cẩn thận suy xét, cuối cùng quyết định phòng ngừa chu đáo, ra tay trước chiếm ưu thế, sắp xếp vài con đường, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng điều làm cho Lý Ổn Trung cảm thấy bất ngờ chính là Chủ tịch Vương này đi đến đâu cũng căn bản không cho ra yêu cầu đặc thù, sắp xếp đâu thì đi đấy. Chính điều này làm cho đám người Lý Ổn Trung cảm thấy rất may mắn, đồng thời cũng có chút sầu lo. May mắn vì Chủ tịch Vương cũng không phải quá khó khăn như tin đồn, nếu cứ đi theo con đường mà huyện Đằng Nhạc vạch sẵn thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Vương Tử Quân làm cho người ta bớt lo, nhưng hắn có phản ứng như vậy có phải sẽ còn nhiều trò khủng bố hơn đang chờ ở phía sau. Điều này làm cho đám người Lý Ổn Trung cảm thấy cực kỳ khó hiểu và lo lắng. Chương 496, một nhìn quả táo xem cán bộ, dùng quả táo dùng cán bộ, vườn táo ra cán bộ. Chủ tịch Vương, Trần Hòa chính là xã trồng táo lớn nhất huyện Đằng Nhạc chúng tôi. Năm xưa khi bí thư Tiết còn chủ trì công tác ở huyện Đằng Nhạc đã đại chiến với 100.000 hecta táo, xã Trần Hòa chính là nơi mở màn cuộc chiến. Bây giờ có 3 phần đất đai trong xã Trần Hòa có trồng táo. Đây từng là xã trồng táo nổi tiếng, vì sản nghiệp cây táo mà xã Trần Hòa từ vị trí thu nhập tài chính thấp nhất trong huyện,
ngay sau đó đã lọt vào 3 xã thị trấn có nguồn thu tài chính cao nhất huyện Đằng Nhạc. Lý Ổn Trung ngồi trong xe 30 chỗ chỉ tay về cánh vườn táo xanh mướt rộng bạt ngàn rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Tuy vườn táo xanh mướt bạt ngàn còn chưa đến mùa kết quả, thế nhưng một bức tranh tươi mát và rộng lớn như vậy cũng không làm cho người ta sinh ra cảm giác rất tươi đẹp. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại, đám cán bộ xã thôn đã đợi sẵn nhanh chóng tiến lên đón chào. Hoan nghênh Chủ tịch Vương đến xã Trần Hòa chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Khi nhóm Vương Tử Quân xuống xe, một người đàn ông hơn 30, tuy dáng người không cao nhưng lại làm người ta sinh ra ấn tượng thông minh tháo vát nhanh chóng tiến lên đón chào. Người này nở nụ cười sáng lạn, khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì nhiệt tình đưa tay ra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi vươn tay ra với đối phương. Lúc này Lý Ổn Trung đứng bên cạnh Vương Tử Quân tươi cười giới thiệu. Chủ tịch Vương, đây là bí thư đảng ủy xã Trần Hòa, là đồng chí Lý Triệu Tài. Đồng chí Lý Triệu Tài chính là bí thư đảng ủy xã trẻ tuổi nhất trong huyện Đằng Nhạc. Đồng chí bí thư Lý rất chú trọng hiện thực, không nói những lời khách quan, nắm chặt phát triển kinh tế xã Trần Hòa, thúc đẩy các hạng mục công tác của xã luôn đi đầu trong huyện. Đây là một đồng chí có ý nghĩ, có hành động, thật sự rất tốt. La Định Lôi đứng bên cạnh Vương Tử Quân chờ Lý Ổn Trung giới thiệu sơ lược về Lý Triệu Tài xong thì cười tủm tỉm nói. Từ sau khi Vương Tử Quân đi vào huyện Đằng Nhạc thì La Định Lôi cũng rất tự giác đặt mình lên vị trí trợ thủ, chỉ cần là Lý Ổn Trung mở miệng thì hắn chưa từng chen lời. Nhưng lúc này Lý Ổn Trung vừa mới dứt lời thì La Định Lôi đã tiếp đón câu chuyện, thế mà vẻ mặt Lý Ổn Trung vẫn khá chút vui vẻ. Vương Tử Quân thấy hai người Lý Ổn Trung và La Định Lôi phối hợp ăn ý như vậy thì trong lòng sinh ra nghi vấn có vấn đề gì sao? Hắn đảo mắt nhìn Lý Triệu Tài, sau đó cười cười vỗ vai đối phương, cũng không nói lời nào. Lý Triệu Tài cũng không phải lần đầu tiên được La Định Lôi giới thiệu như vậy, mỗi lần như thế hắn luôn thản nhiên tiếp nhận, thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mặt mình nóng đến mức phát sốt. Hắn là bí thư đảng ủy xã trẻ tuổi nhất huyện Đằng Nhạc, những vầng hào quang này phủ lên người hắn từ rất lâu. Nhưng nếu dùng nó để so sánh với vị phó chủ tịch thường vụ thành phố cực kỳ trẻ tuổi ở trước mặt, thật sự không đáng là gì. Lý Triệu Tài cũng từng nghiên cứu về sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân, hắn biết vị phó chủ tịch thường vụ thành phố trước mặt còn trẻ hơn cả mình nhưng đã là cán bộ lãnh đạo cấp phó giám đốc sở. Trước mặt một vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi tài cao như chủ tịch Vương Tử Quân, hắn lại được giới thiệu là cán bộ thanh niên, thật sự không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác xấu hổ. Thật ra hắn cũng không muốn đối nghịch với Vương Tử Quân, cũng không phải vì vấn đề tuổi tác, Vương Tử Quân trẻ tuổi mà có thể phát triển mạnh mẽ như vậy, Lý Triệu Tài nào có thể so sánh được. Lý Triệu Tài là một người sảng khoái, sau khi xấu hổ một lát thì nhanh chóng khôi phục như thường. Hắn mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, xã Trần Hòa chúng tôi là nơi trồng táo sớm nhất huyện Đằng Nhạc, táo trong thôn đều là giống tốt. Rất tiếc là bây giờ chưa đến mùa táo. Nhưng tôi đại biểu nhân dân xã Trần Hòa mời Chủ tịch Vương đến đây vào mùa thu, khi đó mới thật sự là đẹp đẽ, cả vườn tràn đầy mùi hương. Vương Tử Quân chỉ cười mà không nói gì, cũng may Lý Triệu Tài cũng không hy vọng Vương Tử Quân sẽ trả lời. Hắn vừa dẫn đường vừa nói cho Vương Tử Quân về tình hình công tác ở xã Trần Hòa những năm gần đây, đặc biệt là vấn đề sản lượng và tiêu thụ táo, hắn càng cho ra những báo cáo hoàn thiện hơn. Lý Triệu Tài lên tiếng báo cáo. Vương Tử Quân chợt cảm thấy Lý Triệu Tài rất có trình độ. Chưa nói đến những phương diện gì khác, những phương thức bảo quản táo để có thể bán được với giá cao của Lý Triệu Tài thật sự được Vương Tử Quân cho ra lời khẳng định. Chủ tịch Vương, các vị lãnh đạo, nơi này chính là địa điểm khởi công trồng 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Cũng ở vị trí này 10 năm trước Bí Thư Tiết đã dẫn đầu nông dân trong xã trồng xuống cây táo đầu tiên. Lý Triệu Tài dừng chân dưới một cây táo to lớn. Hắn dùng giọng cực kỳ có cảm tình nói. Vương Tử Quân dùng ánh mắt hứng thú nhìn qua chiếc bia công đức được dựng bên cạnh cây táo vài lần, sau đó hắn cười hỏi Lý Triệu Tài. Bí thư Lý, đảng ủy chính quyền xã Trần Hòa có thái độ gì với vấn đề nhân dân tiếp tục trồng táo? Lý Triệu Tài cũng không tỏ ra hoảng hốt trước câu hỏi của Vương Tử Quân, hắn khẽ cười, sau đó nháy mắt với một người đứng bên cạnh cây táo, người này tiến lên nói. Chủ tịch Vương, tôi không biết nông dân nghĩ như thế nào. Thế nhưng xã Trần Hòa chúng tôi nhất định phải trồng táo, vì táo chính là cây dụng tiền của chúng tôi. Lên tiếng là một người đàn ông hơn 40 có gương mặt ngăm đen làm người ta sinh ra ấn tượng thật thà phúc hậu. Khi người này đi ra thì Lý Triệu Tài khẽ lên tiếng giới thiệu. Chủ tịch Vương, đây là bí thư chi bộ Trần Tam Lập của xã Trần Hòa.
Lý Ổn Trung thật sự gật đầu tán dương với tình huống Trần Tam Lập đi ra trả lời Vương Tử Quân, La Định Lôi đứng bên cạnh Lý Ổn Trung lại càng gật đầu. Hắn thầm nghĩ, Lý Triệu Tài này thật sự là trò giỏi hơn thầy thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Người này nhìn qua giống như lỗ mãng nhưng thực chất lại rất tinh tế, đây gọi là đưa ra dẫn chứng phong phú, còn thuyết phục hơn cả chính mình trả lời. Làm như vậy không những gia tăng độ tin cậy trước mặt Vương Tử Quân, tiến có thể công lùi có thể thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể khoanh tròn câu trả lời lại được. Vương Tử Quân chỉ khẽ gật đầu với câu trả lời của Trần Tam Lập, sau đó hắn nhìn về một phía khác với tư thế từ chối cho ý kiến. Đám người đi trong vườn táo, tuy liên tục gặp nông dân bận rộn làm việc, Trần Tam Lập tuy đi theo Vương Tử Quân nhưng lại có rất nhiều người chào hỏi. Chương 496-2, nhìn quả táo xem cán bộ, dùng quả táo dùng cán bộ, vườn táo ra cán bộ. Tam Lập, đây là lãnh đạo thành phố xuống sao? Tôi nghe nói thành phố thay đổi chính sách phải không? Vì sao lại không cho xã chúng ta trồng táo? Khi đoàn người Vương Tử Quân đi qua một cây táo sum suê, một ông lão đứng tỉa cành trên cây táo hô lên với Trần Tam Lập đang đứng bên dưới tảng cây. Chú Nhị Mãn, chú nghe ai nói vậy? Vì sao lại nói xui xẻo như thế? Chủ tịch Vương đến xã Trần Hòa chúng ta để khảo sát tình huống trồng táo, sao lại nói là không cho trồng nữa? Nếu không có cây táo thì thôn dân chúng ta làm gì? Trần Tam Lập cũng không đợi nhóm Vương Tử Quân mở miệng, hắn khoát tay nói với ông lão trên cây. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, chỉ cần tiếp tục cho giữ lại cây táo, tôi cũng mặc kệ các người thích làm gì thì làm. Ông lão cũng không đi xuống, lão chỉ nói hai câu với Trần Tam Lập, sau đó tiếp tục tỉa cành táo. Chủ tịch Vương, người trong xã là như vậy, bọn họ nghe gió là nói mưa, vì thế mà có một số người xuống đây lợi dụng để bọn họ đi náo loạn, thế là nghĩ rằng có thể ép nhân dân chúng tôi chặt táo trồng thứ khác sao? Hi hi, anh xem, tôi sẽ điều tra xem ai là người nói ra những lời bịa đặt như vậy, sẽ làm sáng tỏ vấn đề với mọi người, không để gây ra những ảnh hưởng không tốt. Trần Tam Lập gãi đầu, bộ dạng giống như mình làm không tốt. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của Trần Tam Lập, trong lòng thầm cười lạnh. Lần này hắn xuống kiểm tra, ngay từ khi bắt đầu thì trong huyện giã diễn trò, thế nhưng hắn nhẫn nại bỏ qua. Không ngờ vị bí thư đảng ủy xã Trần Hòa này lại càng làm trầm trọng thêm, lại đào hồ cho mình rơi xuống. Sự việc xảy ra tất có nguyên nhân, anh điều tra sau đó kết luận cũng không muộn. Vương Tử Quân nói, nụ cười vẫn đọng trên mặt, nhưng lời nói lại giống như có ẩn ý. Lý Triệu Tài nghe thấy những lời như vậy thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ chiêu thức mình sắp xếp thêm lúc này là vẽ rắn thêm chân? Lý Triệu Tài mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng, nhưng lúc này hắn cũng không muốn bận tâm quá nhiều. Lúc này Vương Tử Quân cũng đã cất bước đi sang một hướng khác. Ngoài chút sự việc như vậy xảy ra, lần này Vương Tử Quân đi kiểm tra xem như hoàn mỹ viên mãn, ít nhất trong mắt Lý Ổn Trung thì nó cũng là viên mãn, không có sai lầm gì. Việc này cho Chủ tịch Vương thấy tính tích cực của huyện Đằng Nhạc và nhân với cây táo, coi như mục đích đã đạt được. Điều này làm cho Lý Ổn Trung cảm thấy rất thỏa mãn. Lý Ổn Trung từ trong vườn trái cây đi ra, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, nhân dân trong huyện Đằng Nhạc chúng tôi đều rất tích cực với cây táo, nhưng trồng cây táo cũng có liên quan rất lớn đến đất đai và khí hậu. Trong huyện từng có hai xã nằm gần bên nhau nhưng lại có chất đất khác nhau, một xã trồng táo lớn ngon ngọt, xã còn lại trái nhỏ lại đắng. Tuy chúng tôi đã đến tiền hành vài lần thay đổi giống và kỹ thuật, thế nhưng trái táo vẫn ở vào hiện trạng như vậy. Vương Tử Quân lẳng lặng lắng nghe, Lý Ổn Trung lần này báo cáo nhìn qua có vẻ tùy ý nhưng đều có mục đích cả. Chủ tịch Vương, hai ngày trước quần chúng chạy đến văn phòng khối chính quyền thành phố kêu oan, sự kiện đó đã gõ vang một hồi chuông cảnh báo với đảng ủy chính quyền huyện Đằng Nhạc. Điều này cũng làm cho chúng tôi nhận thức được một vấn đề, đó chính là trước kia chúng tôi quá cầu toàn, tuy xuất phát điểm chính là phát triển kinh tế nhưng không phải thủ đoạn nào cũng có thể thực hiện được. Bước công tác tiếp theo chúng tôi sẽ thay đổi ý nghĩ và tư tưởng, nhập gia tùy tục, sẽ tiến hành cải tạo đất và giống cây trồng ở những nơi không phù hợp, sẽ phái thêm nhiều cán bộ nông nghiệp đến các thôn để giúp đỡ trọng điểm. Vương Tử Quân thật sự thừa nhận những lời nói của Lý Ổn Trung. Khi hắn chuẩn bị cùng đi sâu vào vấn đề này để nói vài lời với Lý Ổn Trung, đúng lúc có một tên thanh niên hơn 20 tuổi chạy đến. Bí thư Lý, không biết người nào tung ra tin đồn, dân chúng vài thôn chung quanh đều chạy đến đây. Bọn họ nói muốn phản ánh tình huống với Chủ tịch Vương. Tên thanh niên thật sự thở không ra hơi, hắn nói xong những lời của mình thì dù là Lý Triệu Tài vừa rồi còn tươi cười hớn hở hay bí thư Lý Ổn Trung đang nói cười vui vẻ với Vương Tử Quân cũng ngây cả người,
vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vương Tử Quân cũng không ngờ chính mình ở đây lại gặp phải tình huống này, hắn nhìn thoáng qua Lý Ổn Trung ở bên cạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía tên thanh niên vừa chạy đến. Phía bên kia xuất hiện khá nhiều người, bọn họ đang chạy về bên này. Chủ tịch Vương, tôi thấy đây rõ ràng là có vài người muốn kích động gây rối. Tôi thấy sự việc này nên để cho bí thư Triệu Tài xử lý, chúng ta nên đi trước. Lý Ổn Trung cảm thấy vã mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía những thôn dân bên kia sắp chạy đến đây, hắn khẽ phất tay nói. Bí thư Lý, cũng không cần quan tâm quần chúng xuất phát từ mục đích gì, tôi cũng không thể trốn đi. Chẳng lẽ tôi là một phó chủ tịch thành phố Đông Bộ? Bây giờ xuống cơ sở cũng không có dũng khí đối mặt với nông dân. Từ khi đến huyện Đằng Nhạc thì Vương Tử Quân căn bản chưa nói lời nào, hắn lại càng chưa từng cho ra bất kỳ lời bình phán nhận xét nào về công tác của huyện Đằng Nhạc. Điều này làm cho đám cán bộ lãnh đạo huyện Đằng Nhạc tưởng rằng Phó Chủ tịch Vương Tử Quân đến đây chỉ là đi ngang qua sân khấu, có lẽ Vương Tử Quân cũng không dám cho nhân dân chặt cây táo, như vậy chẳng phải công khai khiêu chiến với bí thư Tiết sao. Nhưng lúc này Vương Tử Quân không chịu bỏ đi. Đám cán bộ lãnh đạo huyện Đằng Nhạc chợt hiểu vấn đề, đó là Chủ tịch Vương bình thường nhìn có vẻ hiền hòa không nói lời nào, trên thực tế chỉ là lãnh đạo che giấu mũi nhọn của mình mà thôi. Lúc này Lý Triệu Tài thật sự bối rối hơn bất kỳ ai khác, tuy hắn đã từng là thư ký của Lý Ổn Trung, thế nhưng bây giờ có vấn đề lớn xảy ra, hắn lại ở trong hoàn cảnh nhìn vào quả táo xem cán bộ, dùng quả táo để dùng cán bộ, vườn táo cho ra cán bộ, dù Lý Ổn Trung có muốn bảo vệ hắn, chỉ sợ có lòng mà không đủ lực. Lý Triệu Tài đã cho ra nhiều chuẩn bị với tình huống Vương Tử Quân xuống kiểm tra, đặc biệt càng cố gắng đảm bảo công tác giữ bí mật, dùng hết thủ đoạn để phong tỏa tin tức. Không ngờ cuối cùng cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, điều này thật sự làm cho hắn trở tay không kịp. Vì sao lại có nhiều nông dân chạy đến đây như vậy? Đám người kia làm sao biết được tin tức này? Chúng tôi muốn gặp Chủ tịch thành phố. Để Chủ tịch thành phố đến gặp chúng tôi, hôm nay không gặp được Chủ tịch thì chúng tôi sẽ không đi. Không cho chúng tôi chặt táo, nhưng quả táo lại quá rẻ, trồng táo còn kém hơn trồng cây lương thực vài ngàn đồng một năm, không phải đang ép chúng tôi vào chỗ chết sao? Sao có thể vì chút thể diện mà không cho chúng tôi trồng cây lương thực? Tiếng hô hào vang lên, trên chăn nông dân chạy đến, những tiếng hô đồng thanh của bọn họ vang lên vang dội trong vườn táo. Chương 496-3, nhìn quả táo xem cán bộ, dùng quả táo dùng cán bộ, vườn táo ra cán bộ. Lục Lão Tam, anh muốn gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh tiếp tục dẫn đầu gây rối, chính quyền xã sẽ không khách khí với anh. Bây giờ nhanh chóng cùng mọi người quay về, có chuyện gì quay về tôi sẽ bàn với mọi người. Khi thấy người dẫn đầu đoàn người thì vẻ mặt Lý Triệu Tài chợt biến đổi, hắn thở hổn hển hét về phía người đàn ông trung niên phía bên kia. Người đàn ông trung niên cường tráng nghe được tiếng hét của Lý Triệu Tài thì cũng không tiếp tục lớn tiếng, trên mặt cũng xuất hiện chút cảm giác sợ hãi. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bí thư Lý, không phải tôi không muốn bàn với anh, nhưng có bàn với anh cũng như không. Anh là bí thư đảng ủy xã Trần Hòa, anh là quan đứng đầu một xã, anh phải lo phải suy nghĩ cho nhân dân trong xã. Anh thử vỗ ngực nói một câu tôi xem, nói xem trồng táo thật sự kiếm được nhiều tiền hơn trồng cây lương thực sao. Lý Triệu Tài bị người đàn ông trung niên hỏi như vậy thì giảm đi nửa phần khí thế. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì có người chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói. Đó là Chủ tịch Vương, mọi người mau phản ánh vấn đề với Chủ tịch Vương đi. Hơn trăm người nghe thấy như vậy thì nhanh chóng ào về phía Vương Tử Quân. Lý Ổn Trung nhìn đám quần chúng ào sang thì đầu óc ngây ngốc, hắn thật sự không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Nếu như Chủ tịch Vương có chuyện gì xảy ra, như vậy chức vụ bí thư huyện ủy của hắn cũng không còn. Mọi người hãy nghe tôi nói. Hôm nay tôi đến đây chính là được đảng ủy chính quyền thành phố phái đến kiểm tra tình huống cây ăn quả trong vùng. Nói thật, cho dù mọi người bây giờ không đến tìm tôi, lát nữa tôi cũng đến gặp mọi người. Tôi đến đây điều tra, trước tiên là nghe ý kiến của đảng ủy chính quyền huyện Đằng Nhạc, sau đó sẽ tìm hiểu ý kiến của các hộ dân trồng táo, sẽ mở rộng trưng cầu ý kiến, lấy đó làm cơ sở để đảng ủy chính quyền thành phố cho ra quyết sách tốt nhất. Vương Tử Quân không những không lui về phía sau khi quần chúng tiến lên. Hắn còn cười hớn hở tiến lên nghênh đón. Lúc này hắn nói khá lớn, thật sự giống như đang hét. Quần chúng thấy đang sợ Vương Tử Quân chạy mất, bây giờ thấy Chủ tịch Vương tiến lên chào đón thì bước chân cũng giảm nhịp độ. Nhưng khi nghe thấy Vương Tử Quân muốn nghe ý kiến của bọn họ, cả đám càng lên tiếng cướp lời. Chủ tịch Vương,
Táo nhà tôi năm ngoái đến bây giờ mới bán được một nửa, bây giờ thời tiết ngày càng nóng, nếu không bán được nữa thì xem như ném đi như rác mà thôi, thật sự quá đáng tiếc. Chủ tịch Vương, không phải chúng tôi không muốn trồng táo nhưng giá cả bây giờ quá thấp, làm việc tối mặt một năm nhưng đừng nói là kiếm ra tiền, thậm chí là không thể bù công sức và tiền của bỏ ra. Nhưng đám người kia vì chút thể diện, vì chiến tích mà làm cho nhân dân chúng tôi khổ cực, còn nói cái gì là công trình làm giàu, phải nói là công trình hại người mới đúng. Lúc này tôi nghe rõ các vị phản ánh vấn đề, thế nhưng nhiều người cùng lên tiếng thật sự quá ồn, hiệu quả lại không lớn. Vương Tử Quân không có loa phóng thanh, thế nên hắn khoát tay áo rồi lớn tiếng nói. Đám người đang lộn xộn thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì dần bình tĩnh trở lại. Khi thấy Vương Tử Quân khống chế được thế cục, Lý Ổn Trung và La Định Lôi thầm thở dài một hơi. Tuy cả hai đều không muốn cục diện này xảy ra, thế nhưng dù sao thì khống chế được vẫn là rất tốt. Lý Ổn Trung lau mồ hôi trán, sau đó hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua gương mặt cực kỳ lo lắng của Lý Triệu Tài, ánh mắt bất mãn thật sự không chút che giấu. Lúc này Lý Triệu Tài cũng thật sự rất chán nản, nhưng hắn cũng thở dài một hơi, xem ra sự việc cũng còn dư âm quay về. Lúc này Chủ tịch Vương không xảy ra chuyện gì thì hắn thật sự phải cảm ơn trời đất rồi. Nếu mọi người đều nói ra ý kiến của mình, có phải mọi người cho rằng tôi là chủ tịch thành phố có công năng đặc dị, có thể nghe hết lời nói của mọi người? Thật ra thì cũng như những gì mọi người đã thấy, tôi cũng giống như mọi người, cũng chỉ có hai tai một miệng, cũng không phải ba đầu sáu tay, cũng không nghe được nhiều người cùng nói như thế này, mọi người nói xem có đúng không? Ha ha! Quần chúng vốn bực tức chạy đến phản ánh vấn đề, bọn họ hầu như đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như vị lãnh đạo thành phố này tiếp tục chỉ huy mò mẫm, như vậy bọn họ sẽ không sợ gây náo loạn. Không ngờ tất cả những gì bọn họ chuẩn bị sẵn căn bản là vô dụng, vị phó chủ tịch thành phố kia căn bản không tỏ ra cao cao tại thượng, hơn nữa còn mở miệng nói một lời vui đùa với bọn họ. Thôn dân nở nụ cười, bầu không khí vốn căng cứng chợt trở nên hòa hoãn, có vài người cười hì hì trực tiếp ngồi xuống đất. Vương Tử Quân biết rõ mình phải nắm chặt thời cơ, là một lãnh đạo xuống tuyến dưới điều tra, nếu có chuyện gì xảy ra thì tuyến dưới phải gánh chịu trách nhiệm. Thế nhưng đối với bản thân hắn, nếu không làm tốt thì xem như đi một chuyến toi công. Quan cũng là người như dân mà thôi, cũng chỉ có hai tai hai mắt, mọi người nghĩ mà xem, nếu như cả trăm người cùng nói, như vậy sao có thể nghe rõ ràng được? Chắc chắn sẽ không nghe rõ, điều này có thể khẳng định. Mọi người ngày thường đều đổ mồ hôi bận rộn ngoài ruộng đồng, hôm nay lại nóng lòng chạy đến tìm tôi, như vậy nhất định là có vấn đề cần phản ánh, nào phải chạy đến gây rối. Vì vậy căn cứ vào mục đích giải quyết vấn đề, tôi đề nghị mọi người chọn ra vài đại biểu, để những người đó nói ra tất cả với tôi. Nếu một người nói chưa rõ ràng thì những người khác có thể bổ sung, mọi người thấy thế nào? Vương Tử Quân lên tiếng làm cho đám người bên kia líu díu nghị luận với nhau, vài phút sau chợt có người hét lớn. Chủ tịch Vương, nhìn ngài cũng là người biết nói chuyện, cũng không có kiểu cách nhà quan. Vậy hôm nay tôi hỏi anh, người trong xã trồng táo không kiếm được tiền, như vậy chúng tôi có nên chặt nó đi không? Người này đặt vấn đề quá bén nhọn, khi hắn ném ra câu hỏi thì cũng từ trong đám người đi ra. Đây là một người đàn ông hơn 40 tuổi, gương mặt đen nhẻm đầy phong xương, cơ thể cao lớn chắc nịch. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của người đàn ông đối diện, hắn cũng trầm giọng nói. Tuy tôi chưa từng làm nông nhưng cũng đã từng công tác dưới xã, tôi biết rõ bà con cô bác kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì. Trong nhà trên có người già dưới có trẻ nhỏ, cả nhà đều phải sống dựa vào vài mẫu đất, nếu như cây táo không kiếm ra tiền, tôi có thể nói một câu phụ trách với mọi người, thứ gì có thể kiếm ra tiền chúng ta trồng thứ đó. Vẻ mặt Lý Ổn Trung chợt biến đổi thành trắng bệch, khi đám nông dân chạy đến đây thì hắn đã cảm thấy không tốt, lúc này xem như dự cảm trong lòng hắn được chứng thực. Thế là không khỏi cảm thấy trái tim treo hẳn lên cuống họng. Chương 497, một im lặng nhìn chó cắn nhau. Vương Tử Quân đứng trước mặt bao người để bày tỏ thái độ rõ ràng, điều này làm cho công tác của huyện Đằng Nhạc trở nên cực kỳ bị động. Nhưng Lý Ổn Trung cũng không thể nào trách được Vương Tử Quân, dù ai ở vào tình huống này cũng không thể tìm ra biện pháp tốt hơn. Chủ tịch Vương, ngài thật sự nói ra những lời trong tâm khảm của chúng tôi. Nhưng chính quyền huyện lại không cho phép chúng tôi chặt cây táo. Anh có thể tác động với chính quyền huyện, có thể để bọn họ đừng can thiệp vào chuyện chúng tôi chặt táo trồng lương thực được không? Người đàn ông tỏ ra rất thỏa mãn với câu trả lời của Vương Tử Quân, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không chút thả lòng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt căng thẳng của người đàn ông, thế là hắn trầm giọng nói.
Điều này hoàn toàn có thể, nhưng tôi hỏi anh một câu, anh có thể thành thật trả lời chứ? Tất nhiên là có thể, Chủ tịch Vương cứ hỏi, Hàn Lục Căn tôi đảm bảo sẽ trả lời thật lòng với ngài, nếu nói láo sẽ là cháu nội của ngài. Hàn Lục Căn dùng tay vỗ mạnh lên ngực mình, sau đó lớn tiếng đảm bảo với Vương Tử Quân. Vậy thì tốt rồi, Hàn Lục Căn, tôi hỏi anh, nếu như trồng táo có lời hơn trồng hoa màu, anh còn muốn chặt cây táo nữa không? Ôi, Chủ tịch Vương của tôi thật sự không có văn hóa nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Tôi đã đi theo cây táo cả chục năm, tôi cũng không nỡ chặt nó đi, thế nhưng thật sự là không chặt không được, cả nhà tôi còn phải nhờ vào vài mẫu đất để kiếm cơm. Hàn Lục Căn nhắc đến chuyện chặt cây táo thì vẻ mặt thật sự khá đau lòng. Vương Tử Quân tiến lên một bước nói. Có những lời này của anh thì tôi cũng an tâm. Thế này đi, bây giờ mùa trồng hoa màu đã qua, một thời gian sau lại đến mùa táo kết quả, trước tiên chúng ta cũng không nên chặt cây táo. Nếu như năm nay chính quyền vẫn không thể nào tìm ra nguồn tiêu thụ với giá cả phù hợp cho mọi người, như vậy chúng ta sẽ chặt cây táo trồng hoa màu, mọi người có chịu không? Hàn Lục Căn cũng không lập tức tỏ thái độ với câu trả lời thuyết phục của Vương Tử Quân, hắn quay ra nhìn đám người ở sau lưng, đám người bắt đầu trao đổi với nhau. Đám lãnh đạo huyện Đằng Nhạc cũng thấy rõ Hàn Lục Căn đang trưng cầu ý kiến mọi người, vẻ mặt kẻ nào cũng rất chần chờ. Chú Lục, chú nghe chú Vương đi, chú ấy là người tốt, chính chú ấy là người đã thả bố cháu ra. Khi mọi người đang trầm mặc không lên tiếng thì một giọng nói trẻ con vang lên. Vương Tử Quân nghe thấy giọng điệu kia có chút quen thuộc, hắn chợt sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn hợt thấy Hạnh Hoa đang ngồi trên vai một người đàn ông trung niên. Nàng đang nở nụ cười sáng lạn với hắn, hai bàn tay nhỏ bé còn liên tục vẫy vẫy với hắn. Tuy Vương Tử Quân luôn khắc chế tâm tình của mình, luôn tươi cười đối diện với nhà nông phản ánh vấn đề, thế nhưng trong lòng hắn cũng không quá thoải mái. Nhưng lúc này hắn chợt thấy Hạnh Hoa, thế là chút cảm giác không được thoải mái chợt biến mất sạch sẽ. Hàn Lục Căn lúc này cũng nhìn thấy Hạnh Hoa, nếu nói thật sự thì hắn nhìn người đàn ông trung niên đang công kênh Hạnh Hoa trên vai. Sau khi thấy người đàn ông kia gật đầu, hắn giống như hạ quyết tâm, lớn tiếng nói. Nếu Chủ tịch Vương đã nói như vậy, chúng tôi sẽ chờ thêm một thời gian nữa, dù sao bây giờ có chặt táo cũng không kịp mùa vụ trồng hoa màu. Hàn Lục Căn có thể được mọi người đề cử đứng ra nói chuyện với Vương Tử Quân, rõ ràng là người có uy tín. Hơn nữa những lời nói của Vương Tử Quân lại rất hợp tình hợp lý, thế là đại bộ phận mọi người đều tỏ ra đồng ý với Hàn Lục Căn. Mọi người thảo luận thêm vài câu, sau đó tất cả mọi người nhanh chóng giải tán. Chỉ một lát sau đã chẳng còn lại vài người. Lúc này cũng được người đàn ông trung niên công kênh đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên, sau đó hắn nói với Hạnh Hoa. Hạnh Hoa, hôm nay sao lại không đi học? Hạnh Hoa đi học nhưng cô giáo lại cho về, cô nói hôm nay chú Vương sẽ đến xã chúng cháu. Hạnh Hoa vùng vẫy tụt xuống đất, sau đó nàng hưng phấn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, lại dùng giọng ngây thơ chất phác nói. Vừa rồi Hạnh Hoa nói chuyện với Hàn Lục Căn đã làm cho nhiều người chú ý đến sự tồn tại của nàng, bây giờ nghe thấy cô bé nói chuyện tùy tiện với Vương Tử Quân như thế, đã có không ít người suy đoán về quan hệ giữa Vương Tử Quân và Hạnh Hoa. Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến đám người kia, hắn khẽ xoa đầu Hạnh Hoa rồi ngồi xổm xuống nói. Hạnh Hoa, cháu thay chú cảm ơn cô giáo nhé. À, mà sau này Hạnh Hoa cũng phải cố gắng học tập cho tốt, nếu như ngày nào đó thi được điểm cao nhớ báo cho chú. Chú sẽ ban thưởng cho cháu. Khi Vương Tử Quân nói chuyện với Hạnh Hoa, trên một sườn núi cách chỗ Vương Tử Quân 1-2 km, Tề Vi Vi mặc một trang phục bình thường với tư thái xinh đẹp đang đứng nơi đây. Hai tay nàng đang cầm một chiếc kính viễn vọng nhìn về phía Vương Tử Quân. Đỗ Gia Hào ở bên cạnh Tề Vi Vi cũng cầm một chiếc kính viễn vọng để quan sát. Thế nhưng không giống như Tề Vi Vi, Đỗ Gia Hào vẫn mặc tây trang ngay ngắn, ngay cả mái tóc cũng bóng mượt không chút rối loạn. Anh! Đám nhà quên kia sao lại bỏ đi nhanh như vậy chứ? Đỗ Gia Sương từ trên một chiếc xe cách đó không xa đi đến, vẻ mặt hắn thật sự rất oán hận, rõ ràng hắn cảm thấy đáng tiếc vì đám thôn dân kia đến quây lấy Vương Tử Quân nhưng bỏ đi quá nhanh. Đỗ Gia Hào khẽ đặt kính viễn vọng xuống, hắn nhìn về phía Đỗ Gia Sương rồi nói. Tản đi có gì là không tốt? Tốt cái gì mà tốt? Chúng ta cổ động nửa ngày nhưng con bà nó lại biến thành chuyện tốt cho tên họ Vương kia. Bây giờ thì tốt rồi, hắn đứng ra chiếm hết cả danh tiếng. Đỗ Gia Sương đặt mông ngồi lên một khối đá rồi lớn tiếng nói. Đỗ Gia Hào lắc đầu, hắn thật sự không quá hy vọng vào trí tuệ của em trai mình,
vì thế đưa mắt nhìn Tề Vi Vi. Giám đốc Đỗ, chúng ta đã đạt được mục đích, bây giờ ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa, không bằng quay về thì hơn. Tề Vi Vi cũng buông kính viễn vọng xuống, nàng khẽ nói lời đề nghị với Đỗ Gia Hào. Cũng tốt, hôm nay có hơi nóng, muỗi quá nhiều, thật sự không thích hợp ở lại chỗ này. Đỗ Gia Hào dùng ánh mắt quan tâm nhìn thoáng qua Tề Vi Vi, sau đó khẽ nói. Anh, hai người có ý gì vậy? Không phải chúng ta đến gây phiền toái cho Vương Tử Quân sao? Thế nào sự việc làm chưa xong mà bỏ đi? Em nói cho hai người biết, hai người đi thì cứ đi, em không thể nào đi với hai tay trống trơn như vậy được. Đỗ Gia Sương tuy không dám nói gì với Đỗ Gia Hào thế nhưng đối diện với Tề Vi Vi thì lại không chút kiêng kỵ, hắn trực tiếp chạy đến trước mặt Tề Vi Vi rồi dùng giọng vô lại nói. Chương 497, hai im lặng nhìn chó cắn nhau. Tề Vi Vi cười cười nói. Anh Sương, thật ra chuyện này cũng rất đơn giản, nhưng anh không rõ nội dung bên trong, thế cho nên anh mới cảm thấy chúng ta giống như căn bản chưa làm gì cả mà thôi. Lần này Vương Tử Quân xuống kiểm tra chính là phải cho ra một quyết định với công trình 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc, ý kiến của Vương Tử Quân sẽ được đăng lên hội nghị thường ủy. Mục đích của chúng ta chính là thúc đẩy Vương Tử Quân cho ra quyết định chặt táo trồng hoa màu. Bây giờ Vương Tử Quân tuy không bày tỏ thái độ rõ ràng thế nhưng như vậy mới thật sự là thái độ rõ ràng. Hắn đứng trước mặt bao người mà mạnh miệng nói ra những lời như thế, đó không phải tự đánh vào miệng mình sao? Công trình 100.000 hecta táo chính là chiến tích của Tiết Diệu Tiến năm xưa, bây giờ Tiết Diệu Tiến sắp rút khỏi chức vụ bí thư thị ủy nhưng lực ảnh hưởng còn sót lại ở Đông Bộ vẫn là rất lớn. Vương Tử Quân nếu cho ra lựa chọn như vậy chính là tiến thêm một bước để đắc tội với Tiết Diệu Tiến. Hai kẻ địch kia đối chọi gay gắt với nhau, như vậy đối với Chủ tịch Nhâm thì không phải sẽ rất thoải mái và dễ đối phó sao? Đỗ Gia Hào khẽ cười, hắn vung tay nói. Tất nhiên. Hai con chó cắn nhau thì tốt nhất là toàn thân đầy thương tích, như vậy sẽ càng dễ đối phó hơn. Đỗ Gia Sương lắc lắc đầu, lúc này xem như hắn đã hiểu ra vấn đề. Anh nói vậy thì xem như em hiểu rõ, thì ra lần này chúng ta gây phiền cho Vương Tử Quân chỉ là một chuyện nhỏ, mục đích thật sự chính làm rắt mũi Vương Tử Quân. Tên này bây giờ bị chúng ta chọc gậy vào chắc đang cực kỳ ức chế, ôi, thật sự quá sảng khoái. Đỗ Gia Hào cười lên ha hả nhưng cũng không nói thêm điều gì. Tề Vi Vi đứng ở bên cạnh hai anh em Đỗ Gia Hào chợt sinh ra một ảo giác, dù tình huống náo loạn vừa rồi đã kết thúc, thế nhưng trong đầu nàng lại vẫn hiện rõ hình ảnh Vương Tử Quân bình tĩnh giải thích điều gì đó cho dân chúng kéo đến bày tỏ ý kiến. Mình làm vậy là sai sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng và nhanh chóng bị Tề Vi Vi bác bỏ, nàng thấy mình không những hoàn thành công tác, hơn nữa còn làm một chuyện tốt cho nông dân trong xã, xem ra hành động lần này là nhất cử lưỡng tiện. Một kết quả rất tốt. Nhưng vì sao mình lại không thể nào vui được? Tề Vi Vi vô thức cầm lấy kính viễn vọng lên nhìn thoáng qua, nàng chợt thấy một chiếc xe Audi chạy đi như bay. Người ở bên trong chiếc Audi kia là ai thì Tề Vi Vi biết rất rõ, khi chiếc xe kia chạy đi như bay thì nàng chợt cảm thấy trái tim của mình giống như chạy đi đâu mất. Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác, khi trở về nhất định sẽ tìm hiểu vì sao nhân dân đến kêu oan, sẽ làm tốt công tác với quần chúng. La Định Lôi đứng trước mặt Vương Tử Quân khẽ lên tiếng làm kiểm điểm. Nói đến phương diện kiểm điểm thì phải là bí thư huyện ủy Lý Ổn Trung đến đây mới đúng, nhưng lúc này Lý Ổn Trung lại đứng đó với gương mặt lạnh lẽo, căn bản cũng không có ý lên tiếng. Lý Ổn Trung không nói lời nào, La Định Lôi là trợ thủ của Lý Ổn Trung ở huyện Đằng Nhạc, tất nhiên hắn sẽ không thể nào ngồi yên bất động. Một chuyện không vui như vậy xuất hiện, huyện Đằng Nhạc không thể nào tỏ ra điềm nhiên như không. Không thể giả vờ câm điếc giống như chưa từng có gì phát sinh. Đám cán bộ huyện Đằng Nhạc trước đó tỏ ra cực kỳ ủng hộ Vương Tử Quân đến kiểm tra công tác, bây giờ lại bày ra tư thái như gần như xa. Điều này cũng khó trách, đám cán bộ cấp phó cục ở huyện Đằng Nhạc phần lớn đều là người năm xưa được bí thư Tiết Diệu Tiến, bọn họ đều có cảm tình rất sâu với 100.000 hecta táo trong huyện. Thậm chí còn có rất nhiều người năm xưa từng sắn tay vào thúc đẩy công trình 100.000 hecta táo, thế cho nên bây giờ tỏ ra cực kỳ nóng nảy. Bây giờ Vương Tử Quân tỏ thái độ giống như một chậu nước lạnh hắt lên đầu đám cán bộ phía Tiết Diệu Tiến, một chậu nước dội tắt tất cả nhiệt tình chào đón Vương Tử Quân. Bọn họ thấy Vương Tử Quân tuy kéo dài thời gian nhưng thực tế cũng là cho ra quyết định chặt táo trồng hoa màu. Bọn họ cũng không phải không tìm hướng đi cho cây táo, thế nhưng dù bọn họ áp dụng cách nào cũng không thể nào bán táo với giá tốt cho được. Vì vậy đám cán bộ huyện Đằng Nhạc cảm thấy lời hứa hẹn của Vương Tử Quân giống như một sợi dây thừng treo quanh cổ 100.000 hecta táo,
thời gian dần trôi qua, sợi dây thừng kia sẽ càng siết chặt lại. Vương Tử Quân sao không nhìn rõ vẻ mặt của đám người Lý Ổn Trung, hắn nhìn gương mặt rét lạnh của Lý Ổn Trung, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Đồng chí Định Lôi, trách nhiệm của chuyện này không nằm trên một người, anh không thể nào gánh chịu được trách nhiệm của sự kiện này. Lý Ổn Trung đang có hơi cúi đầu chợt ngẩng đầu lên. La Định Lôi biểu hiện thái độ nhận sai, hắn cảm thấy như vậy đã quá nể mặt Vương Tử Quân, nhưng không ngờ Vương Tử Quân lại không buông tha, càng nắm chặt không buông. Sự việc liên quan đến 100.000 hecta táo cũng không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải liên lụy đến một hộ dân, nó ảnh hưởng đến hơn 10.000 hộ dân trong 7 xã của huyện Đằng Nhạc. Những năm nay giá táo quá thấp, tiêu thụ khó khăn, vấn đề này là gì? Là một căn bệnh nhỏ sao? Chính quyền cần phải lo cho cái lo của dân, giải quyết những gì nhân dân cần, phải cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mà không phải là sợ thầy giấu bệnh, cố gắng dùng trăm phương ngàn kế để bưng ít sự việc. Những việc như thế này có liên quan đến vấn đề sinh tồn của cả chục ngàn dân, cho đến nay các anh cũng không cho ra một phương án giải quyết, đây không phải là các anh công tác có vấn đề, rõ ràng là không quan tâm đến sống chết của dân chúng, cực kỳ không làm tròn trách nhiệm. Vương Tử Quân càng nói càng thêm nghiêm khắc, Lý Ổn Trung vốn đang tỏ ra tức giận với Vương Tử Quân, bây giờ nghe được những lời phê bình nghiêm khắc của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy toàn thân vã đầy mồ hôi. Chuyện này cũng không phải không tìm ra con đường vẹn toàn. Chỉ cần chúng ta có thể chứng minh trồng táo có ưu thế hơn các loại cây trồng khác, càng có thể tăng thu nhập cho nông dân, như vậy chúng ta cũng không cần phải đứng ra sân khấu, quần chúng sẽ tự phát triển sản nghiệp cây táo. Bí thư Lý, anh nói xem có đúng không? Lý Ổn Trung ngẩng đầu, hắn rất muốn nói không nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Vương Tử Quân và bầu không khí áp chế vào lúc này, hắn chợt cảm thấy chữ không tiến lên đến cổ họng thế nhưng lại không thể nói ra được. Chương 498, một tuổi già nhưng chí chưa già. Lý Ổn Trung cười khan một tiếng rồi trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, chúng tôi quay về nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị tinh thần của anh, nhất định sẽ hợp mưu hợp sức tìm cho cây táo một đường ra. Lần sau tôi sẽ đến xem thành tích của các anh. Vương Tử Quân nói rồi trực tiếp lên xe, nhưng lúc này hắn cũng không ngồi lên chiếc xe 30 chỗ, lại leo lên chiếc Audi màu đen đi theo đoàn xe. Khi Vương Tử Quân lên xe thì Triệu Quốc Lương cũng nhanh chóng lên xe. Nhưng đám người chung quanh chỉ lo lắng Vương Tử Quân nổi giận mà căn bản lại quên mất một điều, nãy giờ vị thư ký trẻ tuổi kia cũng căn bản không đi bên cạnh Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi đã hỏi Hàn Lục Căn, anh ấy nói tôi qua nghe được tin tức anh đến huyện Đằng Nhạc kiểm tra vườn táo. Triệu Quốc Lương đóng cửa xe rồi khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, với tình thế cây táo ở huyện Đằng Nhạc vào lúc này, hắn thấy mình không thể nào biểu hiện quá rõ mục đích khi đến đây. Hơn nữa con đường thị sát của mình đã được huyện Đằng Nhạc tỉ mỉ xem xét chuẩn bị, những người biết tin đều là nhân vật chủ chốt của huyện, Hàn Lục Căn lại có thể đến vườn táo đúng thời điểm như vậy, nếu không có sẵn kế hoạch thì hầu như là không thể. Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân đang suy xét vấn đề thì cũng có chút do dự, sau đó nói tiếp. Hàn Lục Căn giống như có chút lo lắng, nhưng dù tôi hỏi thế nào cũng không nói ai là người truyền tin cho mình. Cũng không có vấn đề, chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta cũng không cần quan tâm, chỉ cần biết ai là người thúc đẩy là được. Vương Tử Quân vung tay lên với Triệu Quốc Lương, sau đó tỏ ý để đối phương không cần quan tâm đến chuyện này. Ai thúc đẩy? Triệu Quốc Lương chợt chấn động, vừa rồi hắn còn nghĩ rằng ai to gan để lộ ra tin tức, cũng không ngờ bên trong còn cất giấu động cơ như vậy. Bây giờ Vương Tử Quân nói một câu vạch trần vấn đề, Triệu Quốc Lương xem như đã hiểu ra. Chuyện này có lợi với ai thì kẻ đó là người đứng ra thúc đẩy. Triệu Quốc Lương nghĩ đến lai lịch của 100.000 hecta táo, trong lòng đã có mục tiêu rõ ràng. Nhưng lúc này hắn cũng không nói ra, hắn tin mình nghĩ ra thì Chủ tịch Vương cũng biết rất rõ, nếu mình đứng ra vẽ rắn thêm chân sẽ không bằng thành thật một chút. Xe chạy như bay về thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân còn chưa chạy về đến thành phố Đông Bộ, lúc này sự việc phát sinh khi hắn đi thị sát ở huyện Đằng Nhạc đã truyền về thành phố Đông Bộ. Một vài người khứu giác linh mẫn nghe được tin tức này thì cảm giác đầu tiên chính là thị ủy sắp có chuyện lớn xảy ra. Chủ tịch Vương đang muốn làm gì? Đứng trước mặt nhiều người bày tỏ thái độ như vậy, nếu nhóm Lý Ổn Trung không xử lý tốt vấn đề tiêu thụ táo, chẳng lẽ sẽ phải chặt táo trồng hoa màu sao? Lý Hạc Dương ngồi trong phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến, hắn nói với gương mặt đỏ bừng bừng. Lý Hạc Dương là thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Khoảng thời gian này có tin tức bí thư Tiết Diệu Tiến sắp rời khỏi thành phố Đông Bộ, thế cho nên hắn tỏ ra cực kỳ an phận.
Nhưng lúc này hắn ngồi trước mặt Bí thư Tiết mà cũng không áp chế chính mình, hắn trầm giọng nói ra ý kiến của mình. Tiết Diệu Tiến nâng ấm trà tử sa lên, sau đó rót đầy vào một chiếc ly, lại đưa thẳng vào trong tay Lý Hạc Dương. Hạc Dương, uống trà đi, nếm thử xem tay nghề pha trà của tôi có tiến bộ hơn không. Lý Hạc Dương là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, có thể nói là tâm phúc của Bí thư Tiết Diệu Tiến. Hắn đã đi theo Bí thư Tiết và dốc sức công tác nhiều năm, thế cho nên được Bí thư đưa lên vị trí hiện tại. Hắn luôn có tâm tư muốn báo đáp lãnh đạo, thế cho nên luôn trung thành và tận tâm. Khi tin tức Bí thư Tiết Diệu Tiến sắp rời khỏi thành phố Đông Bộ truyền đi khắp mọi ngõ ngách, hắn là một trong số ít người vẫn ở bên cạnh Bí thư Tiết Diệu Tiến, điều này Lý Hạc Dương hắn có thể làm được. Lý Hạc Dương nâng ly trà lên và phát hiện mái tóc của Bí thư Tiết có hơi lấm tấm bạc, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác chua xót không hiểu nguyên nhân, lửa giận vốn được áp chế trong lòng lại bùng lên. Trong mắt Lý Hạc Dương thì Bí thư Tiết Diệu Tiến chấp chính ở thành phố Đông Bộ dù có chút khuyết điểm, con gái Tiết Nhất Phàm cũng sa chân vào chốn lao tù, thế nhưng cuối cùng thì khuyết điểm cũng không che lấp ưu điểm. Khi Bí thư Tiết Diệu Tiến đứng đầu thành phố Đông Bộ đã cho ra những cống hiến lớn để phát triển kinh tế xã hội, đây là một sự thật không thể nào chối bỏ được. Hắn thấy Bí thư Tiết Diệu Tiến những năm qua luôn công tác không ngại cực khổ, vì vậy mà thành phố Đông Bộ mới có thể phát triển kinh tế hùng mạnh, mới có thể từ vị trí bậc trung tiến lên làm lá cờ phát triển kinh tế hàng đầu trong tỉnh. Bây giờ Bí thư Tiết Diệu Tiến sắp rời khỏi sân khấu chính trị của thành phố Đông Bộ, dù thế nào thì cũng là rời khỏi với tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu, ra đi khi đã bỏ công lớn giúp thành phố phát triển. Huyện Đằng Nhạc chính là nơi mà Bí thư Tiết tạo dựng sự nghiệp, công trình 100.000 hectare táo chính là một khối tâm huyết của Bí thư Tiết, chính là một công trình làm giàu cho nhân dân cả huyện. Nếu chờ Bí thư Tiết rời khỏi thành phố Đông Bộ thì muốn làm gì cũng được, không ngờ bây giờ đám người kia lại làm như vậy, thật sự là không biết xấu hổ, nóng lòng muốn làm nhục lãnh đạo. Bí thư Tiết Diệu Tiến điều tra không có bất kỳ vấn đề gì, thế cho nên sẽ rời khỏi thành phố Đông Bộ với tư thế ngẩng cao đầu, cũng không ai muốn bí thư sẽ phải ảm đạm rời đi dưới tình huống 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc bị triệt hạ. Bí thư Tiết, chuyện này không thể tính như vậy được, mặc kệ Vương Tử Quân kia báo cáo như thế nào, chúng ta phải cố gắng ngăn cản. Lý Hạc Dương dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, sau đó uống cạn ly trà. Tiết Diệu Tiến khẽ cười, hắn nâng ly trà trước mặt lên nói. Hạc Dương, anh uống trà như vậy là không được, uống trà phải biết chữ phẩm, bộ dạng của anh như vậy thì coi ra gì. Đúng là uống thả cửa, không phải đánh mất hình tượng sao. Còn chuyện anh vừa nói, chúng ta sẽ xem xét lại. Lý Hạc Dương nhìn bộ dạng bình tĩnh như núi cao của Bí thư Tiết Diệu Tiến, trong lòng cũng không khỏi có thêm vài phần vững vàng. Hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian mà Bí thư Tiết vẫn còn nắm quyền lực tuyệt đối ở thành phố Đông Bộ, thật sự cảm thấy lãnh đạo cũng không có gì biến đổi. Chủ tịch Tử Quân không phải là một người lỗ mãng. Hạc Dương, anh tự mình đem chiếc xe tốt nhất của văn phòng thị ủy sang cho anh ấy, chắc chắn anh ấy hiểu ý anh. Tiết Diệu Tiến vừa châm thêm trà cho Lý Hạc Dương vừa thản nhiên nói. Chương 498, 2 tuổi già nhưng trí chưa già. Lý Hạc Dương đưa chiếc xe tốt nhất của văn phòng thị ủy sang cho Vương Tử Quân, điều này hắn căn bản chưa từng nói qua với Bí thư Tiết, cũng không ngờ Bí thư Tiết lại biết rõ chuyện nhỏ này. Lý Hạc Dương có chút mất tự nhiên, hắn cười cười nói. Bí thư Tiết, tôi còn chưa báo cáo cho anh. Tôi biết rõ anh là như vậy là vì tôi, anh muốn nói cho người ta biết, Tiết Diệu Tiến này thành vì cây táo, bại cũng vì cây táo, có phải không? Tiết Diệu Tiến khẽ khoát tay áo, khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu cợt. Tiết Diệu Tiến nói ra tiếng lòng của Lý Hạc Dương, đây không phải là một mình Lý Hạc Dương nghĩ đến. Thậm chí là điều mà tất cả cán bộ đi theo Tiết Diệu Tiến ở thành phố Đông Bộ này đều nghĩ đến. Nếu có người nào đứng ra ngăn cản, bọn họ sẽ tuyệt đối không sợ tranh đấu một trận trời long đất lở. Chủ tịch, ngài viết chữ rất đẹp, hèn gì chủ tịch triệu của Hiệp hội Thư pháp thành phố Đông Bộ phải cho anh làm chủ tịch danh dự của Hiệp hội. Tôi thấy có lẽ vì anh quán bận, nếu không cũng không cần hai chữ danh dự, trực tiếp tiến vào vị trí chủ tịch rồi. Thái Nguyên Thương đứng trước bàn làm việc của Nhâm Sương Bình. Hắn nhìn năm chữ tuổi già trí chưa già trên giấy trắng, thế là không khỏi mở miệng khen ngợi không ngớt. Nhâm Sương Bình cũng rất hài lòng với chữ của mình, những ngày hôm nay không những trình độ tăng lên cao vút, thậm chí tâm tình cũng cực kỳ tốt. Bây giờ hắn múa tay viết năm chữ với ngụ ý khá sâu sắc, càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Nhâm Sương Bình đặt bút lông xuống giá bút, sau đó tiếp nhận khăn mặt từ Thái Nguyên Thương để lau tay, lại nói. Nguyên Thương, anh nói như vậy cũng không hay.
anh Triệu mời tôi làm chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thư pháp thành phố Đông Bộ cũng không phải vì chữ của tôi, mà là vì vị trí của tôi. Nếu tôi làm chủ tịch danh dự của bọn họ, như vậy bọn họ đi hóa duyên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn những dòng chữ này, Nhâm Sương Bình dùng ánh mắt đắc ý nhìn năm chữ của mình, cuối cùng dùng giọng khách quan nói. Tôi và anh ấy có chênh lệch rõ ràng, dù sao thì thư pháp cũng không chỉ chú trọng cái vẻ bề ngoài, còn phải có tâm, phải hoàn thiện, tôi còn lâu mới đạt đến mức độ như vậy. Thái Nguyên Thương nhanh chóng đưa tay nhận lấy khăn từ Nhâm Sương Bình, sau đó hắn cười nói. Chủ tịch Nhâm quá khiêm tốn rồi, tôi đã từng một lần dùng cơm với chủ tịch Triệu, anh ấy nói ngài là người làm đại sự, cũng không bỏ ra 1/10 tinh lực trên phương diện tư pháp, nếu không thì chữ của ngài phải là hạng nhất. Nhâm Sương Bình dù biết Thái Nguyên Thương đang nịnh hót mình, nhưng khi nhìn thấy đối phương giơ ngón tay cái lên thì không nhịn được phải cười phá lên ha hả. Hắn đã nghe được rất nhiều lời nói như vậy, bây giờ nghe thêm vài lời nịnh hót cũng không có vấn đề, đặc biệt là khi hắn đang vui vẻ. Thái Nguyên Thương luôn quan sát Nhâm Sương Bình, chủ tịch Nhâm viết ra năm chữ cực kỳ có ý nghĩa. Xem ra chuyện chủ tịch Nhâm tiến lên vị trí bí thư thị ủy đã xong, nếu như vậy thì tương lai của hắn đi theo Nhâm Sương Bình cũng sẽ lên như diều gặp gió. Tuổi già nhưng chí chưa già, chí ở xa ngàn dặm. Nhâm Sương Bình rõ ràng đang cho thấy chí hướng của mình, nếu như không phải chủ tịch Nhâm thấy rõ chức vụ bí thư thị ủy ở ngay trước mắt, Thái Nguyên Thương căn bản không biết còn có thứ gì làm cho chủ tịch Nhâm hưng phấn như vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Thái Nguyên Thương nhanh chóng đi ra mở cửa, gặp phó bí thư thị ủy phó bí thư đi đến, phía sau chính là thư ký của Nhâm Sương Bình. Chữ đẹp, chủ tịch Nhâm, chữ của ngài càng ngày càng đẹp. Phạm Bằng Phi đi đến bên cạnh Nhâm Sương Bình, ánh mắt không khỏi chuyển lên những nét chữ còn chưa khô mực trên tờ giấy trắng. Nhâm Sương Bình nhìn nụ cười trên mặt phó bí thư, hắn cười ha hả nói. Bí thư Phạm, anh không phải có hứng thú với chữ của tôi đấy chứ? Thế nào, nếu anh thích thì tôi sẽ cho Nguyên Thương đưa sang. Tặng chữ này cho mình. Phạm Bằng Phi vừa suy xét về ý nghĩa lời nói của Nhâm Sương Bình vừa cười ha hả nói. Cảm ơn Chủ tịch Nhâm, tôi sẽ không khách khí. Nguyên Thương, anh phải làm cho tốt, trong thời gian 3 ngày phải đóng khung lại cho tôi, sau đó tôi sẽ đem nó treo trong phòng. Thái Nguyên Thương đặt ly trà xuống trước mặt Phó Bí Thư Phạm Bằng Phi, sau đó hắn cầm lấy tranh chữ nói. Bí thư Phạm đã hạ nhiệm vụ, tôi sẽ lập tức chấp hành. Mong bí thư Phạm cứ yên tâm, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của anh trong thời gian sớm nhất. Nhâm Sương Bình nhìn động tác đóng cửa nhẹ nhàng của Thái Nguyên Thương, hắn chợt nở nụ cười hài lòng. Trước kia sao hắn lại không phát hiện ra người này? Bây giờ sử dụng thật sự không tệ, ít nhất Thái Nguyên Thương cũng rất hiểu ý lãnh đạo, có ánh mắt, cũng có lòng nhiệt tình. Chủ tịch Nhâm, ngài có nghe nói qua chưa? Vương Tử Quân đã cho ra lời đảm bảo với nông dân huyện Đằng Nhạc, chỉ cần năm nay không tìm ra hướng ra cho cây táo, như vậy sẽ không cản nông dân chặt táo trồng hoa màu. Phạm Bằng Phi nhấp một ngụm trà, hắn cũng không đi đường vòng mà trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Có thể nói Nhâm Sương Bình biết được chuyện này còn sớm hơn cả Phạm Bằng Phi, thế nhưng lúc này hắn lại giả vờ giống như vừa được nghe. Hắn đặt ly trà xuống bàn rồi nói. Có chuyện này sao? Thị ủy chỉ cho anh ấy xuống kiểm tra. Sao lại tỏ thái độ lung tung như vậy được? Thật sự là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, anh ta nói như vậy thì chúng ta làm sao nói cho rõ với bí thư Tiết được đây? Phạm Bằng Phi nhìn Nhâm Sương Bình hùng hồn nói ra vài chữ bí thư Tiết, hắn thầm nghĩ, mình và Nhâm Sương Bình thật sự là có chút chênh lệch, hèn gì bây giờ đối phương sắp tiến lên làm bí thư thị ủy, còn mình chỉ có thể tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch mà thôi. Nhìn vào trình độ diễn trò của Nhâm Sương Bình vào lúc này thì có thể thấy được nhiều vấn đề. Đối phương thật sự còn giỏi hơn cả diễn viên, có thể diễn chết thành sống. Phạm Bằng Phi tuy nghĩ như vậy nhưng lại mở miệng phụ họa. Chủ tịch Nhâm, bây giờ là thời điểm rất quan trọng của bí thư Tiết, nếu làm ra một sự kiện ngột ngạt như vậy, tôi thấy Chủ tịch Vương làm như thế thật sự là có chút quá mức. Đúng, thật sự quá mức. Nhâm Sương Bình khẽ gật đầu dùng giọng khẳng định nói. Hai người Nhâm Sương Bình và Phạm Bằng Phi cùng ăn ý với nhau ở phương diện này, thế là cũng không nói gì thêm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thầm hiểu ý nghĩ của đối phương. Chủ tịch Nhâm, tôi thấy chuyện này cũng không nên đổi hết trách nhiệm lên người Chủ tịch Vương, anh ấy dù sao cũng còn trẻ, cũng cần tôi luyện. Thanh niên mà, ngẫu nhiên phạm vào chút sai lầm cũng không đáng gì. Phó Bí Thư trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Chương 498, 3 tuổi già nhưng chí chưa già. Nhâm Sương Bình khẽ gật đầu mà không nói gì,
nhưng hắn lại cho ra động tác yêu cầu Phạm Bằng Phi tiếp tục lên tiếng. Chúng ta không sợ cán bộ thanh niên phạm vào sai lầm, quan trọng là vào đúng thời điểm phải có giác ngộ rõ ràng, như vậy mới có thể kịp thời sửa chữa, đảm bảo sau này ngã một lần sẽ khôn khéo hơn, cũng không phạm vào sai lầm như vậy nữa. Tôi cảm thấy Chủ tịch Vương là người có bản chất không tệ, năng lực công tác rất mạnh nhưng thời gian tôi luyện là quá ít. Tôi cảm thấy chúng ta nên điều chỉnh phân công một chút, như vậy không những giảm bớt áp lực cho đồng chí Vương Tử Quân, lại có thể cho anh ấy thời gian để liên tục đề cao chính mình. Phạm Bằng Phi vừa nói xong thì ánh mắt Nhâm Xương Bình chợt sáng lên, điều chỉnh phân công, đây là một ý kiến rất hay. À, rất có lý, chúng ta là những đồng chí lão thành, cần phải quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của các đồng chí trẻ tuổi. Đúng rồi, Bí thư Bằng Phi, anh là phó bí thư nắm công tác tổ chức, anh cảm thấy điều chỉnh vị trí của đồng chí Vương Tử Quân như thế nào thì phù hợp. Để cho đồng chí Vương Tử Quân thay thế vị trí cho Chủ tịch Chí, cho anh ấy quản lý khối mặt trận Tổ quốc cũng không tồi. Phó Chủ tịch Thường vụ và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thay đổi vị trí cho nhau, chênh lệch tất nhiên sẽ là không nhỏ. Tuy hai bên đều là thường ủy thị ủy, nhưng sự chênh lệch về độ nặng giữa vị trí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố là quá rõ ràng như con giận trên đầu hói, căn bản là ai cũng có thể thấy được. Nhâm Xương Bình khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Nửa giờ sau Nhâm Xương Bình đã ngồi trong phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, lúc này Đồng Quốc Khánh đang nhíu mày, một lát sau mới nói. Tiến hành thay đổi vị trí như vậy sẽ rất có ý nghĩa tôi luyện cán bộ trẻ, thế nhưng chỉ sợ tỉnh ủy sẽ không thông qua. Nhâm Xương Bình nhìn bộ dạng nhíu mày của Đồng Quốc Khánh, hắn khẽ cười một tiếng rồi nói. Trưởng phòng Đồng, chuyện này khả năng tỉnh ủy thông qua là rất nhỏ, nhưng điều chúng ta muốn chính là tỉnh ủy không thông qua chuyện này. Muốn chính là không thông qua. Đồng Quốc Khánh nhìn vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay của Nhâm Xương Bình mà chợt tỉnh ngộ, hắn thầm nghĩ, chính mình sao lại cố chấp như vậy. Chỉ nghĩ đến phương diện điều chỉnh Vương Tử Quân, sao không nghĩ đến tình huống Nhâm Xương Bình ông say không phải vì rượu. Dù phương án điều chỉnh lần này không được tỉnh ủy thông qua, nhưng một phương án như vậy có thể cho lãnh đạo tỉnh ủy thấy Vương Tử Quân công tác quá non và căn bản không được thành viên ban ngành thành phố Đông Bộ đồng ý. Nếu không sẽ chẳng xảy ra hiện tượng điều phối phân công như thế này. Chỉ cần như vậy là quá đủ. Chỉ cần như vậy thì trong một thời gian ngắn Vương Tử Quân sẽ căn bản không sức đánh trả, Nhâm Xương Bình sẽ lợi dụng cơ hội để nắm giữ quyền lực ở thành phố Đông Bộ vào trong tay. Đồng Quốc Khánh nghĩ kỹ những tính toán của Nhâm Xương Bình, sau đó hắn cũng không khỏi không tán thưởng Nhâm Xương Bình đứng cao thấy xa. À, Chủ tịch Xương Bình, chuyện này tôi đồng ý trên nguyên tắc, nhưng tôi đề nghị anh nên liên hệ với Bí thư Tiết về vấn đề này. Đồng Quốc Khánh vuốt tóc rồi trầm giọng nói với Nhâm Xương Bình. Nhâm Xương Bình khẽ gật đầu, hắn dùng giọng điệu tự tin nói. Trưởng phòng Đồng, anh cứ yên tâm, tôi cảm thấy Bí thư Diệu Tiến chắc chắn sẽ không có điều gì không đồng ý phương án này. Đồng Quốc Khánh chợt sững sờ, Nhâm Xương Bình chẳng lẽ lại hòa cùng một chỗ với Tiết Diệu Tiến. Nhưng hắn là người có kinh nghiệm công tác lâu năm, vẻ mặt vẫn không chút biến đổi, thế nhưng Nhâm Xương Bình vẫn nhanh chóng nắm bắt được chút phản ứng ngây người của lãnh đạo. Trưởng phòng Đồng, là thế này, hôm nay Vương Tử Quân đi đến huyện Đằng Nhạc, đã cho ra một lời hứa hẹn sẽ cho nông dân chặt táo trồng hoa màu. Nhâm Xương Bình cũng không nói rõ quá trình, chỉ chú trọng vào trọng điểm. Đồng Quốc Khánh tất nhiên biết rõ về công trình 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc, khi hắn còn là chủ tịch thành phố Đông Bộ thì biết vườn táo kia chính là trái tim của Bí thư Tiết Diệu Tiến. Cũng vì công trình kia mà năm xưa Tiết Diệu Tiến được lãnh đạo tỉnh Sơn Nam tán thưởng, chỉ sau vài năm công tác đã tiến lên vị trí bí thư thị ủy. Bây giờ Vương Tử Quân lại hứa hẹn sẽ cho nông dân chặt táo trồng hoa màu, điều này không khỏi làm cho Đồng Quốc Khánh giật mình. Đồng Quốc Khánh thấy Vương Tử Quân cũng không phải hạng người lỗ mãng, thế nhưng lần này xem ra Vương Tử Quân đã sai 10 phần rồi. Tuy lúc này Đồng Quốc Khánh có địa vị là khâm sai đại thần ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn hiểu rõ ràng lực ảnh hưởng của mình vẫn kém ra một bí thư thị ủy công tác lâu năm như Tiết Diệu Tiến. Bây giờ Vương Tử Quân đắc tội Tiết Diệu Tiến, đề nghị của Nhâm Xương Bình chắc chắn sẽ được thông qua. Nếu hội nghị thường ủy thông qua điều chỉnh phân công, dù cuối cùng tỉnh ủy không thông qua nhưng người bị thương sẽ chính là Vương Tử Quân. Dù sao bị yêu cầu điều chỉnh từ vị trí quan trọng sang cương vị không quan trọng sẽ biến thành một đánh giá cực mạnh của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ, dù đây là một đánh giá không một tiếng động nhưng hiệu quả của nó là cực kỳ rõ ràng. Cho dù lãnh đạo tỉnh ủy thấy rõ Vương Tử Quân chịu uất ức trên sự kiện này, thế nhưng sự việc vẫn là một đòn đau với con đường phát triển của Vương Tử Quân.
chỉ cần có người nắm lấy điều này để lên tiếng, như vậy Vương Tử Quân sẽ đừng hòng thiếu phiền toái. Được, cứ làm như thế. Đồng Quốc Khánh khẽ đặt bút xuống bàn, hắn nhanh chóng cho ra quyết định. Triệu tập hội nghị thường ủy chính là quyền lực của bí thư thị ủy, nhưng sau khi Đồng Quốc Khánh đến thành phố Đông Bộ, Đồng Quốc Khánh lại là người có quyền này. Nhưng Đồng Quốc Khánh cũng là người nắm chắc mức độ, dù có quyền lực này nhưng căn bản chưa từng sử dụng. Thế nhưng lúc này Đồng Quốc Khánh lại phá lệ, một ngày sau khi Vương Tử Quân quay về thành phố Đông Bộ thì nhận được thông báo của văn phòng thị ủy là buổi chiều sẽ mở hội nghị thường ủy. Bình thường mở hội nghị thường ủy đều phải có hạng mục rõ ràng, nhưng lần này Triệu Quốc Lương đến văn phòng thị ủy để lấy hạng mục nghiên cứu lại nhận được câu trả lời thuyết phục là chưa cho ra, phải chờ. Nhưng trên đời này không có bức tường nào chắn hết gió, tuy phía chính quyền thành phố không có tin tức chính thức, thế nhưng dù là như vậy cũng có đủ mọi tin tức truyền đi khắp văn phòng khối chính quyền và thị ủy, càng có người khẳng định hội nghị thường ủy lần này sẽ điều chỉnh phân công thường ủy. Những lời đồn đãi này cũng rơi vào trong tai Vương Tử Quân, cũng có người nhắn nhủ hắn cần chú ý một chút, phải giải quyết cho tốt. Vương Tử Quân căn bản là nở nụ cười vui vẻ với những người có thiện ý nhắc nhở, cũng không nói ra ý nghĩ của mình. Dưới ánh mắt soi mói của nhiều người, trong phòng họp thường ủy thị ủy, Vương Tử Quân chậm rãi đi vào phòng, lúc nào phần lớn mọi người đều đã ngồi trên vị trí của mình. Chương 499, 1, làm việc như đường vòng cung. Chủ tịch Vương, có một số việc, xin hãy tha thứ. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống vị trí của mình thì Trúc Phu Bình ngồi ở bên cạnh đã vỗ lên vai hắn khẽ nói vài câu. Trúc Phu Bình là phó chủ tịch thường ủy, gần đây có quan hệ rất tốt với Vương Tử Quân. Hắn nói một câu không đầu không đuôi giống như ăn khớp với những tin tức hiện tại đang được lan truyền khắp các văn phòng khối chính quyền và thị ủy, giống như những tin tức kia đã được chứng minh vậy. Vương Tử Quân cười cười, hắn điềm nhiên như không nói. Chủ tịch Trúc, tôi biết rồi, đây không phải là còn chưa cho ra kết quả sao? Khi thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì Trúc Phu Bình chợt sững sờ, hắn nghĩ đến tình huống ngày hôm qua Lý Hạc Dương đến tìm mình nói chuyện, thế rồi không khỏi lắc đầu. Lý Hạc Dương có thể tìm mình nói chuyện, tất nhiên cũng sẽ tìm người khác. Tuy bí thư Tiết sắp lui khỏi vị trí bí thư thị ủy nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn rất mạnh, không những chỉ có mình, những người khác gặp mặt Lý Hạc Dương chắc chắn sẽ đứng về phía bí thư Tiết. Hơn nữa hai người Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình đều là kẻ có tương lai vô hạn, Đồng Quốc Khánh thì không cần phải nói, Nhâm Sương Bình có lẽ tiến lên làm bí thư thị ủy, anh nghĩ xem, có ai lại vì một Vương Tử Quân mà công khai đắc tội với những người như vậy. Trúc Phu Bình lắc đầu rồi cũng không tiếp tục mở miệng, cùng lúc này cửa phòng họp mở ra, Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình vui vẻ đi vào, đồng thời Tiết Diệu Tiến cũng đi đến vị trí trung tâm. Ba người này có thể nói là những đầu sỏ gần đây quyết định những việc lớn xảy ra ở thành phố Đông Bộ, bây giờ bọn họ cùng đi vào trong phòng họp giống như đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Vừa rồi có một số thường ủy nhìn về phía Vương Tử Quân bằng ánh mắt có chút do dự, bây giờ nhanh chóng biến đổi, đã có thêm vài phần kiên định. Các đồng chí, lần này chúng ta họp chủ yếu là có hai chuyện cần thảo luận, một là Chủ tịch Vương sẽ cho ra báo cáo điều tra với hội nghị thường ủy về công trình 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc, hai là về vấn đề phân công ban ngành, vì đại cục mà chúng ta cần tiến hành chút điều chỉnh. Tiết Diệu Tiến ngồi ở vị trí của mình, âm thanh trầm thấp truyền ra từ trong loa. Sau khi Tiết Diệu Tiến lên tiếng thì từng ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Vương Tử Quân, đám thường ủy lúc này đã xác định suy đoán trong lòng, cũng đều cho ra lựa chọn của mình. Trưởng phòng tuyên truyền Triệu Thúy Bình có quan hệ khá tốt với Vương Tử Quân, lúc này nàng thầm tiếc hận cho Vương Tử Quân, đến tình cảnh ngày hôm nay thật sự là không đáng. Nàng thấy dù là nói từ phương diện năng lực công tác hay xử lý sự việc thì Vương Tử Quân rõ ràng là một cán bộ vĩ đại, đến thành phố Đông Bộ thời gian không quá dài nhưng chỉ dựa vào bản lĩnh của mình để đứng vững gót chân. Nhưng lúc này đối mặt với thế công của ba người Tiết Diệu Tiến, Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Điều chỉnh phân công tuy phải báo cáo cho tỉnh ủy, thế nhưng dù tỉnh ủy không phê chuẩn thì Vương Tử Quân sẽ vẫn ở mãi trên vị trí phó chủ tịch thường vụ, xem như tất cả uy tín mà gần đây hắn gầy dựng được cũng mất sạch sau tình huống phân công lần này. Xem như một ngôi sao chợt sáng rồi vụt tắt. Chính mình nên bỏ lá phiếu như thế nào? Trong đầu Triệu Thúy Bình thật sự có rất nhiều ý nghĩ, sinh ra cảm giác khó xử và khó quyết định. Nhìn từ góc độ có lợi cho mình, tất nhiên nàng phải đi theo số đông, tất cả mọi người đều đã là như vậy, nếu anh không tuân theo quy tắc ngầm, có lẽ sẽ bị số đông ép chết, hoặc sẽ cho anh ra rìa. Nếu đã xuất phát từ phương diện bất đắc dĩ, như vậy anh cũng chỉ có thể đi theo thủy triều mà thôi.
nhưng nàng xuất phát từ bản năng vẫn muốn giúp cho Vương Tử Quân một tay. Triệu Thúy Bình lúc này thật sự khó thể cho ra quyết định, ánh mắt vô tình nhìn lên người Vương Tử Quân. Nàng thấy vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia căn bản giống như chưa ý thức được có chuyện gì phát sinh, vẫn ngồi điềm nhiên trên vị trí của mình. Sau khi bí thư Tiết Diệu Tiến nói xong thì hắn mới dùng giọng tiêu sái nói. Bí thư Tiết, hội nghị hôm nay thật sự giống như đột nhiên cho ra tập kích, tôi thậm chí còn chưa kịp cho ra tài liệu báo cáo về công trình 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc, thế cho nên chỉ có thể báo cáo đơn giản mà thôi. Vương Tử Quân hắng giọng một cái rồi nói. Công trình 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc có quy mô không nhỏ, đi vào bên trong giống như làm cho người ta sinh ra cảm giác lạc vào rừng. Nói thật khi đó tôi thật sự chỉ muốn ở lại mà không đi. Nhâm Sương Bình nghe Vương Tử Quân nói mà khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nhưng hắn che giấu rất khá, nụ cười lạnh lẽo chỉ khẽ lóe lên rồi xong. Trong lòng cảm thấy Vương Tử Quân này đúng là kẻ ngốc, thầm nghĩ, biết rõ sẽ bị điều chỉnh phân công thế mà vẫn mở miệng nói ra những lời không biết suy nghĩ như vậy sao. Đúng là điển hình của cán bộ không trầm ổn, không đủ trưởng thành. Tiết Diệu Tiến cũng không mở miệng. Chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Vương Tử Quân. Nói thật thì hắn cũng có chút do dự khi tiếp xúc với phương án điều chỉnh phân công Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân xử lý sự kiện ở huyện Đằng Nhạc thật sự quá đơn giản, điều này làm cho hắn cảm thấy khó tiếp nhận. Hắn còn vì chuyện này mà muốn tặng cho Vương Tử Quân một phần lễ lớn, không ngờ lại rơi vào tình cảnh lưới rách thùng thùng. Đồng Quốc Khánh là người có phản ứng bình thường nhất trong ba người, hắn chỉ cười nhạt giống như đang đắm mình trong không gian tươi mát mà Vương Tử Quân đang vẽ ra. Nhưng dù quang cảnh có tươi sáng thế nào thì cũng sẽ có giai đoạn hoàng hôn, công trình 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc bây giờ đã ở vào một giai đoạn mới. Giá cả quả táo không đi lên, quần chúng nhân dân thu nhập khó khăn, bắt đầu chán nản bỏ bê cây táo, thậm chí có phát sinh hiện tượng không ai quan tâm. Vì vậy mà 100.000 hecta táo đã rơi vào tình huống không thể nào giải quyết được vấn đề thu nhập cho nhân dân. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho người ta phải lắp bắp kinh hãi, dựa theo tính cách của Vương Tử Quân. Hắn chắc chắn sẽ không thể nào thay đổi lời hứa hẹn với nông dân huyện Đằng Nhạc. Nhưng đám người nơi đây thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại dùng giọng điệu sứ ác bén như vậy để tấn công mạnh mẽ vào huyện Đằng Nhạc. Trong đám thường ủy đang ngồi nơi đây thật sự có không ít người đi ra từ huyện Đằng Nhạc, hơn nữa người cho ra công trình 100.000 hecta táo lại chính là bí thư Tiết Diệu Tiến đang ngồi ở vị trí cao nhất ở nơi này. Chương 499-2, làm việc như đường vòng cung. Nếu Chủ tịch Vương đã thấy đó là một căn bệnh cần phải cứu chữa kịp thời, đã đến tình trạng không thể không giải quyết. Như vậy tôi xin hỏi, Chủ tịch Vương chẳng lẽ có ý muốn chặt táo đi trồng loại cây khác sao? Lý Hạc Dương cũng không ẩn giấu như dĩ vãng, hắn dùng giọng bén nhọn đặt câu hỏi với Vương Tử Quân. Lý Hạc Dương mở miệng làm cho hội nghị thường ủy đầy mùi thuốc súng, ngay cả đám nhân viên làm công tác ghi chép cũng dừng tay lại. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Hạc Dương. Hắn hỏi lại với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Thư ký trưởng Lý là người sống ở huyện Đằng Nhạc nhiều năm, cũng hiểu rõ tình huống ở huyện Đằng Nhạc hơn tôi, anh xem ra càng có quyền lên tiếng hơn cả tôi. Vương Tử Quân nói làm cho Lý Hạc Dương chợt nghẹn lời mà không thể nói được điều gì nữa. Dù sao thì huyện Đằng Nhạc cũng tồn tại vấn đề, căn bản là hắn cảm thấy Vương Tử Quân nói ra như vậy là không đúng. Bí thư Tiết sắp lui ra. Bây giờ anh lại muốn nắm công trình 100.000 hecta táo để ép cho bí thư Tiết không thể ngẩng mặt lên nhìn trời, như vậy không phải là bỏ đá xuống giếng sao? Lý Hạc Dương không mở miệng, chỉ cảm thấy mắc nghẹn trong ổ bụng, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Đồng thời hắn cũng thầm cho ra quyết định, mình tùy thời mà động, dù thế nào cũng phải cho tên khốn Vương Tử Quân cực kỳ bảo thủ này một bài học. Cũng cho Vương Tử Quân này biết rõ, thành phố Đông Bộ này không phải chỉ có một mình Vương Tử Quân. Dù có như thế nào thì cũng còn nhiều quy củ cần phải tuân thủ. Vương Tử Quân vung vẫy cây bút trong tay, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Nếu thư ký trưởng Lý không thể trả lời được vấn đề này, tôi sẽ thả con tép bắt con tôm, trước tiên nói ra ý kiến của mình. Bầu không khí trong phòng họp chợt trở nên cô đọng, hầu như đám người nơi đây đều biết Vương Tử Quân muốn nói gì. Đồng thời đám thường ủy nơi đây đều có thể đoán được hậu quả những lời nói của Vương Tử Quân. 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc năm xưa đã cho ra những cống hiến không nhỏ trên phương diện phát triển kinh tế cho địa phương, nhưng khi diện tích trồng táo được mở rộng ồ ạt, thị trường táo cũng là cung vượt cầu. Lúc này táo bán tràn lan, giá cả giảm đến mức khó chịu, làm cho nhà vườn rơi vào tình huống sản lượng cao nhưng thu hoạch không tiền lời. Vương Tử Quân ngồi thẳng người trên ghế, hắn đưa mắt nhìn đám người Đồng Quốc Khánh, sau đó nói tiếp.
vì không có thu nhập nên rất nhiều nông dân không còn hứng thú với cây táo, thế cho nên cây táo rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Chúng ta là cán bộ phục vụ nhân dân, cần phải đánh vỡ vòng tuần hoàn này. Tôi cảm thấy không phải là ra lệnh cấm dân chúng không được chặt táo, mà chúng ta phải nghĩ biện pháp trên phương diện tiêu thụ quả táo. Nghĩ biện pháp trên phương diện tiêu thụ táo, cũng có không ít người ở thành phố Đông Bộ nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng nghĩ và áp dụng là hai sự kiện hoàn toàn khác nhau. Nhâm Xương Bình hí hoáy ghi chép, nhưng trên trang giấy chỉ có một dòng chữ. Lời lẽ tầm thường, không thể nào áp dụng. Chủ tịch Tử Quân, anh nói đến chuyện nghĩ phương pháp ở phương diện tiêu thụ, nhưng huyện Đằng Nhạc cũng đã từng đề cập đến, bọn họ cũng đã tìm ra không ít phương pháp, thế nhưng hình như mỗi năm giá cả càng sụt giảm nghiêm trọng hơn thì phải. Phạm Bằng Phi cũng không chờ Vương Tử Quân nói xong, hắn không nhịn được phải chen vào một câu. Hành vi này của Phạm Bằng Phi có thể nói là cực kỳ không lễ phép, nhưng bây giờ ba vị lãnh đạo đứng đầu ở hội nghị thường ủy này đã xuất hiện thế cục cùng đối phó với Vương Tử Quân, dù là các vị thường ủy có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân cũng không dám đứng lên nói vài lời. Vương Tử Quân nhìn gương mặt ẩn giấu nụ cười của Phó Bí Thư, sau đó trầm giọng hỏi. Bí Thư Phạm có biện pháp gì với sự kiện lần này không? Chủ tịch Vương là người đến huyện Đằng Nhạc điều tra sự việc. Anh bây giờ lại hỏi tôi, chẳng phải là hỏi đường người mù sao? Phạm Bằng Phi cười ha hả, sau đó vung tay ra, cực kỳ tiêu sái. Bốp! Vương Tử Quân vỗ tay lên bàn thật mạnh, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Phạm Bằng Phi rồi nói. Bí thư Phạm, anh đã không có phương pháp vậy thì mong anh chờ tôi nói cho xong hãy mở miệng, tôi nghĩ đây là chút ý thức mà học sinh tiểu học cũng có, không cần tôi phải nhắc anh chứ. Hành động và lời nói của Vương Tử Quân làm cho Phó Bí Thư cứng họng, một cảm giác nhục nhã và thẹn quá hóa giận bùng lên trong lòng, lúc này hắn chỉ thật sự muốn hông lên cho Vương Tử Quân vài đạp cho hả giận. Sau khi Tiết Diệu Tiến gặp phải chuyện không may thì Phạm Bằng Phi quay sang kết minh với Nhâm Xương Bình, hắn cũng bắt đầu tự cho rằng mình là nhân vật số 2 ở thành phố Đông Bộ. Dù sao thì Đồng Quốc Khánh cũng phải đi, Tiết Diệu Tiến cũng phải lui ra khỏi vị trí bí thư thị ủy, Nhâm Xương Bình sắp tiếp nhận vị trí bí thư. Nhâm Xương Bình có quan hệ rất tốt với hắn, tất nhiên hắn sẽ không có quá nhiều thứ cố kỵ. Nhưng hôm nay Phạm Bằng Phi vừa mở miệng đã bị Vương Tử Quân dùng giọng sắc bén đánh trả, điều này làm hắn sinh ra cảm giác mặt mày nóng hừng hực. Khoảnh khắc này Phạm Bằng Phi rất muốn vỗ bàn chửi chó má, cùng đối chọi gay gắt với Vương Tử Quân, để tranh luận một phen, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, vẫn áp chế cảm xúc của mình. Hôm nay hạng mục thảo luận nặng nhất chính là điều chỉnh phân công của Vương Tử Quân. Hắn cũng không thể hòa tan chủ đề được. Nếu như hắn vỗ bàn với Vương Tử Quân để rồi chủ đề của hội nghị hôm nay bị hòa tan, hắn cũng xem như tự mình ngáng chân mình. Phạm Bằng Phi dùng ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn về phía Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy ý nghĩ của vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia thật sự không phải đơn giản. Nhưng hắn đối mặt với những lời trách mắng của Vương Tử Quân mà căn bản không dám làm gì, như vậy sau này sao có thể tiếp tục phát triển ở thành phố Đông Bộ. Bí thư Phạm, anh chờ Chủ tịch Vương nói xong rồi hãy phát biểu ý kiến. Nhâm Xương Bình khoát tay với Phạm Bằng Phi, bày ra tư thế tất cả đều có tôi xử lý. Phạm Bằng Phi nhận được bậc thang của Nhâm Xương Bình, tuy ngậm miệng không nói có chút mất mặt, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải ngồi xuống ghế. Hắn nghiêm mặt ngồi trên vị trí của mình, ánh mắt lại nhìn về phái Vương Tử Quân như dao cạo xương, cực kỳ lạnh lẽo. Có bản lĩnh thì cứ nói, tôi cũng muốn xem hôm nay anh làm sao để thoát khỏi cực diện điều chỉnh phân công. Chỉ cần Tiết Diệu Tiến không vui với phương án của anh, tôi thấy anh căn bản không còn cơ hội tiếp tục ở lại thành phố Đông Bộ này. Phạm Bằng Phi thầm cười lạnh, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân, trong lòng chợt cảm thấy rất chờ mong với hội nghị lần này. Chương 499-3, làm việc như đường vòng cung. Nguồn tiêu thụ táo không tốt thì có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta cần phải đẩy mạnh tiêu thụ, đồng thời ánh mắt cũng phải nằm trên phương diện đẩy mạnh gia công sản phẩm từ táo. Bí thư Tiết, trưởng phòng Đồng, hôm qua sau khi khảo sát trở về tôi đã liên hệ với một vài công ty đồ uống trong nước, có nhiều xí nghiệp tỏ ra hứng thú với tài nguyên quả táo ở thành phố Đông Bộ chúng ta, đặc biệt là tập đoàn nước giải khát Viên Quả, bọn họ cố ý đầu tư 50 triệu để xây dựng một nhà máy gia công nước giải khát. Nhân viên nghiên cứu của bọn họ đã đi máy bay đến thành phố Đông Bộ chúng ta vào sáng sớm hôm nay. Tiết Diệu Tiến là người chủ trì hội nghị thường ủy, từ lúc bắt đầu thì gương mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng khi Vương Tử Quân nhắc đến tình huống tập đoàn nước giải khát Viên Quả muốn đầu tư nhà máy gia công ở thành phố Đông Bộ, ánh mắt của hắn chợt bừng bừng sức sống. Chủ tịch Vương, tin tức này là xác thực sao?
Tiết Diệu Tiến chống tay lên bàn, vẻ mặt có chút khó khống chế được. Vương Tử Quân gật đầu nói. Giám đốc Thịnh Tự Hành của tập đoàn Viên Quả có gọi điện thoại trước khi lên máy bay, anh ấy nói 5 giờ chiều hôm nay sẽ đến thành phố Đông Bộ chúng ta. Giám đốc Thịnh tự mình đến đây, chính là một cơ hội tốt cho chúng ta. Tiết Diệu Tiến vung tay lên dùng giọng hưng phấn nói. Nếu như có thể xây dựng nhà máy gia công ở thành phố Đông Bộ, như vậy sẽ giải quyết được vấn đề tiêu thụ quả táo, lại có tác dụng xúc tiến phát triển kinh tế trong thành phố. Chủ tịch Vương, tin tức này của anh là rất tốt. Bí thư Tiết, tập đoàn Viên Quả cũng có mục đích này, rốt cuộc có đầu tư hay không thì phải chờ bọn họ khảo sát xong mới quyết định được. Vương Tử Quân khẽ nói với Tiết Diệu Tiến. Chủ tịch Tử Quân, dù thế nào thì anh cũng có thành tích không nhỏ khi tiến cử tập đoàn Viên Quả đến khảo sát ở thành phố Đông Bộ, ít nhất cũng cho ra một cơ hội, mà có cơ hội thì sẽ có hy vọng. Gương mặt bí thư Tiết Diệu Tiến chợt tươi sáng, lại giãn ra từng tầng, hào quang bùng phát bốn phía. Hắn đưa mắt nhìn đám nhân viên thường ủy đang ngồi trước mặt, sau đó lại đưa tay nhìn đồng hồ rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều, còn 1 giờ rưỡi là đến 5 giờ, thời gian này cả thành phố phải hành động, cần phải có biểu hiện cực kỳ tốt đối với giám đốc Thịnh của tập đoàn Viên Quả. Lúc này vẻ mặt đám thường ủy ngồi trong phòng họp cực kỳ cổ quái, lại có người ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi luôn ra tay bất ngờ này thật sự là con bà nó không đơn giản, người này làm việc gì đó luôn lòng vòng khó đoán, luôn giống như trêu tức cục diện hiện hành, hơn nữa lại cực kỳ quỷ dị mà không chút sơ hở. Anh nói xem, sao có thể nhận thấy người này có khả năng mạnh mẽ như vậy? Mới đó mà đã có thể liên hệ với một công ty nổi tiếng trong nước đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ, tuy chỉ là khảo sát nhưng hoàn toàn hóa giải những cảm xúc và thái độ u oán của bí thư Tiết Diệu Tiến với tình huống Vương Tử Quân tùy tiện lên tiếng ở huyện Đằng Nhạc. Bí thư Tiết, hội nghị thường ủy mới chỉ thảo luận được một đề tài, có phải tiếp tục thảo luận đề tài tiếp theo không? Phạm Bằng Phi có chút do dự, sau đó khẽ nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến kéo ghế ra, động tác cũng không dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Phạm Bằng Phi, sau đó lại nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Nếu bí thư Phạm đã kiên trì như vậy, chúng ta sẽ mở hội nghị thường ủy cho xong. Vì thời gian khẩn cấp, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Xét thấy tình huống đặc thù của huyện Đằng Nhạc, tôi đề nghị đổi công tác liên lạc của Chủ tịch Vương Tử Quân từ huyện Lâm Hoàn sang huyện Đằng Nhạc, có phản đối gì không? Cái gì, điều chỉnh phân công sao lại biến thành như vậy? Phạm Bằng Phi chợt sững sờ, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Tiết Diệu Tiến đã lên tiếng. Nếu không ai phản đối thì coi như tất cả đều bỏ phiếu thông qua, tan họp. Vương Tử Quân nhìn Tiết Diệu Tiến đi ra khỏi phòng họp như gió, hắn thầm nghĩ hổ đã lâu chưa phát huy nhưng vẫn là hổ. Tiết Diệu Tiến tuy luôn tỏ ra bình tĩnh và không quá nóng sốt với thế cục của thành phố Đông Bộ lúc hiện tại, thế nhưng dù là ai cũng không thay đổi được một sự thật Tiết Diệu Tiến là bí thư thị ủy Đông Bộ. Khi đám người Lý Hạc Dương và Trúc Phu Bình đứng lên, hội nghị thường ủy đã xem như tuyên cáo chấm dứt. Có lẽ nói vẻ mặt không tốt nhất chính là Phạm Bằng Phi, Tiết Diệu Tiến cho ra quyết định một cách cứng ngắc và cường thế như vậy giống như cho hắn một tát thật mạnh, thật sự là không thèm nể mặt hắn. Phạm Bằng Phi nổi giận và muốn tranh luận với Tiết Diệu Tiến, cũng vì vậy mà lấy lại thể diện của mình. Thế nhưng hắn nhìn các vị thường ủy bỏ đi, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó cắn răng nuốt cơn tức xuống bụng. Phạm Bằng Phi không thoải mái, còn có một người cũng không thoải mái như vậy, đó chính là Nhâm Sương Bình. Nhưng Nhâm Sương Bình không phải là người bình thường, tuy mất hứng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Chủ tịch Sương Bình, anh nhanh chóng hành động đi, anh là lãnh đạo khối chính quyền thành phố, còn có rất nhiều công tác chờ anh xử lý. Khi Nhâm Sương Bình trầm mặc không nói lời nào thì Đồng Quốc Khánh trầm giọng nói. Nhâm Sương Bình nhìn chằm chằm vào Đồng Quốc Khánh, sau đó hắn cất bước đi ra phòng họp. Phòng họp vừa rồi ồn ào nhưng bây giờ đã bình tĩnh trở lại, Đồng Quốc Khánh là người cuối cùng rời khỏi phòng. Hắn nhìn phòng họp trống rỗng mà trong lòng giống như liên tục bùng sóng. Sau khi Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm gặp chuyện không may thì Tiết Diệu Tiến luôn an phận cho đến tận bây giờ, điều này làm cho Đồng Quốc Khánh sinh ra cảm giác thế cục của thành phố Đông Bộ như nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng sự kiện hôm nay xảy ra lại làm hắn lao đầu vào tường, giống như hắn cầm nhầm thứ gì của ai đó, bây giờ vật quay về chủ cũ, ai về chỗ nấy. Điều này làm hắn sinh ra cảm giác sợ hãi bất an, muốn khống chế đại cục ở thành phố Đông Bộ này cũng không đơn giản như hắn tưởng, ít nhất thì Tiết Diệu Tiến vẫn có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn. Xem ra tất cả là gánh nặng đường xa. Đồng Quốc Khánh trở nên trầm ngâm, hắn bước ra khỏi phòng họp, bước chân của hắn càng thêm kiên định,
còn mang theo vài phần ý chí chiến đấu dũng cảm. Tập đoàn Viên quả đến đàm phán cực kỳ thuận lợi, sau 3 ngày bí thư Tiết tự mình theo đoàn khảo sát, giám đốc Thịnh của tập đoàn Viên quả đã tỏ ra cực kỳ coi trọng tài nguyên quả táo ở huyện Đằng Nhạc thành phố Đông Bộ, thế là cho ra quyết định ngay tại chỗ, ký kết hợp đồng với thành phố Đông Bộ. Trong hợp đồng này, tập đoàn Viên quả sẽ đầu tư 100 triệu xây dựng một nhà máy nước giải khát ở huyện Đằng Nhạc, nhà máy sẽ chuyên gia công quả táo thành nước uống, sản xuất thực phẩm tinh khiết. Theo tính toán sơ bộ thì sản lượng gia công của nhà máy này trong thời gian một năm vượt xa sản lượng táo của cả thành phố. Vương Tử Quân có tham gia nghi thức ký kết hợp đồng, Tiết Diệu Tiến dù không tự mình ký kết nhưng lại luôn có mặt ở hiện trường. Sau khi kết thúc nghi thức thì hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói một câu. Tử Quân, cảm ơn. Chương 501 mời khách. Tiết Diệu Tiến nói xong cũng không chờ Vương Tử Quân kịp phản ứng đã trực tiếp rời khỏi hội trường. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Tiết Diệu Tiến. Đối với Tiết Diệu Tiến là một bí thư sắp rời khỏi thành phố Đông Bộ thì công trình 100.000 hecta táo ở huyện Đằng Nhạc chính là chiến tích vang dội năm xưa, cũng chính là tâm bệnh của hắn. Quả táo luôn làm cho hắn cảm thấy khó tập trung, nhưng bây giờ Vương Tử Quân xúc tiến ký hợp đồng giải quyết phương diện tiêu thụ quả táo, điều này làm cho Tiết Diệu Tiến cảm thấy tâm bệnh của mình bị loại trừ, sau này cũng không tỏ ra bất hiên vì vấn đề này nữa. Lúc này quả táo cũng không còn là một vướng víu trở ngại, lại tiếp tục biến thành một sản nghiệp thành công, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Thay đổi này đối với Tiết Diệu Tiến thì thật sự là một ảnh hưởng cực kỳ lớn. Chủ tịch Vương, sau này ngài chính là lãnh đạo trực tiếp của huyện Đằng Nhạc chúng tôi, hôm nay thừa cơ hội này, nói gì cũng phải cho ban ngành huyện Đằng Nhạc chúng tôi mời ngài vài ly mới được. Khi Vương Tử Quân đang suy tư về ý nghĩ của Tiết Diệu Tiến, Lý Ổn Trung chợt đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Trên mặt hắn là nụ cười cực kỳ tươi sáng. Vương Tử Quân không tiếp tục suy xét về Tiết Diệu Tiến, sau đó hắn nhìn Lý Ổn Trung rồi nói. Hôm nay trọng điểm là giám đốc Thịnh của tập đoàn Viên quả, chúng ta cần phải nhất trí đối ngoại. Đúng đúng, ngài nói rất đúng, nhất trí đối ngoại. Lý Ổn Trung nghe được bốn chữ nhất trí đối ngoại phát ra từ trong miệng Vương Tử Quân, thế là vẻ mặt chợt tươi sáng, giống như câu nói kia của Vương Tử Quân có ẩn giấu ma lực gì vậy. Làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Sau khi bắt chuyện vài câu với đám người huyện Đằng Nhạc, Vương Tử Quân đi đến một góc yên tĩnh, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Hồng Cầm. Thế nào, cũng nhớ em rồi à? Tần Hồng Cầm ở bên kia vẫn với giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Ừ, anh nhớ em. Vương Tử Quân khẽ cười cười, sau đó dùng giọng ôn hòa nói với Tần Hồng Cầm. Anh đúng là quá quan liêu, tiếp xúc kêu gọi đầu tư quá ồn ào, em có thể đến được không nhỉ? Chủ tịch Vương, Tần Hồng Cầm nói có vài phần trêu chọc, Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà chợt giống như thấy được gương mặt tươi cười của Tần Hồng Cầm. Em cứ đến tự nhiên. Khi Triệu Quốc Lương đi đến mời mình tham gia tiệc mừng, Vương Tử Quân cúp điện thoại. Sau hơn 10 phút trò chuyện, hắn cũng không nói bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tập đoàn Viên quả, lúc này trong lòng hắn chỉ tràn đầy tình cảm với Tần Hồng Cầm mà thôi. Chủ tịch Vương, tôi mời anh một ly. Lý Hạc Dương cầm ly rượu không biết đã đi đến bên cạnh Vương Tử Quân từ khi nào, vì lần này huyện Đằng Nhạc sắp xếp tiệc đứng, thế cho nên người tham gia bữa tiệc lại có vẻ rất tùy ý. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Lý Hạc Dương, hắn nâng ly cùng với đối phương. Hai người tuy không uống cạn ly rượu mạnh nhưng trên mặt đều lộ ra nụ cười, bọn họ trò chuyện với nhau hai câu, sau đó tiếp tục nâng ly đi tìm mục tiêu mời rượu tiếp theo. Khi Vương Tử Quân xoay người thì chợt nghe thấy Lý Hạc Dương nói. Chủ tịch Vương, chúc mừng. Câu nói không đầu không đuôi của Lý Hạc Dương thật sự làm cho Vương Tử Quân có chút khó hiểu, nhưng người ta đã nói lời chúc mừng, Vương Tử Quân dù có hiểu ý nghĩa hay không cũng phải mỉm cười đáp lại Lý Hạc Dương. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã qua một tháng. Một tháng này thành phố Đông Bộ xuất hiện biến hóa cực lớn, trong đó đáng chú ý nhất chính là nhà xưởng của tập đoàn Viên quả bắt đầu được xây dựng. Chủ tịch Vương, bí thư Tiết mời anh sang nói chuyện. Vương Tử Quân vừa tham gia một hội nghị vận hành kinh tế trong thành phố, hắn vừa quay lại phòng làm việc thì Triệu Quốc Lương đi đến khẽ nói. Tiết Diệu Tiến mời mình sang. Vương Tử Quân chợt sững sờ. Từ sau sự kiện tập đoàn Viên quả đầu tư vào thành phố Đông Bộ thì Tiết Diệu Tiến giống như khôi phục lại trạng thái trước đó, tiếp tục không cho ra ý kiến của mình ở nhiều phương diện, giống như bí thư đã chuẩn bị đường lui cho mình, giống như sắp về hưu. Bây giờ tin tức tháng sau Tiết Diệu Tiến rời khỏi chức vụ đã được xác định. Lúc này tìm mình nói chuyện làm gì? Vương Tử Quân suy đoán lung tung mà không thể nào hiểu được. Mặc kệ nó,
nếu số đã chết thì không lên triều cũng bị chém chết. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế là hắn rời khỏi phòng làm việc của mình. Đến khi Vương Tử Quân đi đến bên ngoài phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến, thư ký Trương Hiểu Đông đã chờ sẵn bên cửa, sau đó đưa Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến. Bí thư Tiết Diệu Tiến nói không cần pha trà, thế là Trương Hiểu Đông nhanh chóng đóng cửa đi ra. Chủ tịch Vương, đến đây uống với tôi vài ly trà. Tôi nói cho anh biết, sai này cơ hội thế này cũng không dễ tìm, thế cho nên tôi phải lợi dụng thân phận vào thời điểm hiện tại. Thời gian tới anh sẽ cực kỳ bận rộn, tôi thì xem như là một cựu chiến binh về hưu. Tiết Diệu Tiến ngồi trên ghế salon ở bên cạnh bàn trà, khi Vương Tử Quân đi vào thì khẽ vẫy tay nói. Tuy Vương Tử Quân đã biết Tiết Diệu Tiến sắp rời khỏi diễn đàn chính trị thành phố Đông Bộ, thế nhưng nghe chính bí thư Tiết nói ra tin tức này, hắn thật sự có vài phần rung động. Bí thư Tiết, ngài nói như vậy thì tôi sẽ cố gắng cùng ngài uống cho sảng khoái, nếu không thì uống trà xong sẽ làm vài ly rượu, anh thấy thế nào? Vương Tử Quân cố gắng làm cho tâm tình của mình trở nên bình tĩnh, hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh Tiết Diệu Tiến rồi vừa cười vừa nói. Ha ha, Chủ tịch Vương, tôi thật sự tiếp nhận ý tốt của anh, nhưng rượu thì nói thật nhé, tôi cũng không thích rượu, chỉ muốn uống trà mà thôi. Tiết Diệu Tiến khoát tay áo rất tiêu sái, giống như mọi chuyện đều đã coi như xong, chính mình đã buông xuống tất cả. Vương Tử Quân nâng ly trà còn bốc khói nghi ngút trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó hắn cười nói. Thật ra tôi cũng không thích rượu, chẳng qua là người trong giang hồ thì thân bất do kỷ. Hai người nở nụ cười ăn ý, trong tiếng cười rộn rã, Tiết Diệu Tiến nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó đi vào vấn đề chính. Chủ tịch Tử Quân, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy tuy thấy tôi phạm không ít sai lầm ở thành phố Đông Bộ, nhưng cũng cho rằng con người của tôi vẫn đáng tín nhiệm, vì vậy muốn cho tôi tiếp nhận vị trí chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Bộ. Nhưng tôi từ chối, con người của tôi tính cách không tốt. Dựa theo những gì lãnh đạo sắp xếp thì thật sự là không hay. Khi còn trẻ tôi có thể nhẫn nại làm trợ thủ cho người ta, bây giờ thì thật sự rất nén giận, tôi đã già rồi, xương cốt cứng nhắc, cũng không thể làm được. Chương 502, mời khách. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không lên tiếng, Tiết Diệu Tiến cũng không đánh giá ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Tôi phạm vào sai lầm không nhỏ khi công tác ở thành phố Đông Bộ. Nếu không phải tôi chuyên quyền độc đoán thì Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm cũng sẽ không rơi vào trạng thái hôm nay. Tiết Diệu Tiến tuy đang cười nhưng nhìn vào đó vẫn có thể thấy được vài phần thương cảm, tất nhiên phần thương cảm đó dành cho Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ. Dù sao hai người kia một là thủ hạ mà lão tín nhiệm một là con gái cực kỳ yêu thương. Lúc này Vương Tử Quân thật sự rất muốn an ủi Tiết Diệu Tiến, thế nhưng hắn thật sự không nói nên lời. Dù sao hai người kia vào tù cũng không tránh khỏi liên quan đến mình. Tuy kinh nghiệm những năm qua đã giúp hắn đeo lên mặt không ít mặt nạ, thế nhưng hắn thật sự không thể nào ngồi trước mặt Tiết Diệu Tiến để giả vờ là người tốt an ủi một phen cho được. Chủ tịch Vương, tôi cũng cần cảm ơn anh ở sự kiện này. Tiết Diệu Tiến cầm lấy ấm trà châm cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng trầm thấp nói. Vương Tử Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt giao hòa với Tiết Diệu Tiến. Dưới ánh mắt bức bách của Tiết Diệu Tiến, Vương Tử Quân cũng không lùi bước, hắn khẽ cười nói. Bí thư Tiết, dù anh cảm ơn tôi xuất phát từ bất kỳ mục đích nào thì tôi cũng tiếp nhận. Một câu nói kia của Vương Tử Quân đã nói cho Tiết Diệu Tiến biết rõ vấn đề, đó chính là mình là kẻ chọc ra sự kiện liên quan đến Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ. Vẻ mặt Tiết Diệu Tiến rất bình tĩnh, hắn đặt ly trà sứ trắng nõn xuống, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, lời nói cảm tạ của tôi là thật lòng. Dù là một bí thư thị ủy hay một người làm cha thì tôi đều phải cảm ơn anh. Anh đã cho bọn họ một bài học, ít nhất cũng tốt hơn để cho sự việc phát triển đến mức khó thể nào cứu vãn được. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng uống trà. Tiết Diệu Tiến cũng trở nên trầm mặc, sau một làn hơi nước liên tục bùng lên giữa hai người. Anh cảm thấy sau này thành phố Đông Bộ sẽ phát triển theo xu thế gì? Tiết Diệu Tiến thay đổi chủ đề, hắn lại khôi phục như cũ. Lại là một bí thư Tiết cực kỳ bình tĩnh, hắn dùng giọng ngưng trọng hỏi. Không tốt nhất, chỉ có thể là rất tốt. Vương Tử Quân hiểu ý của Tiết Diệu Tiến, hắn cũng không qua loa, cũng không che giấu, trực tiếp nói ra một câu như vậy. Rõ ràng lời nói của Vương Tử Quân đã động vào tâm khảm của Tiết Diệu Tiến. Bí thư Tiết chợt cười lên ha hả, một lúc lâu sau mới nói. Chủ tịch Vương, có lời này của anh thì tôi cũng an tâm. Tôi cảm thấy trong ban ngành thành phố Đông Bộ vào lúc này cũng không có mấy người có thể léo lái phát triển về phương hướng tốt,
mà anh chính là một trong số ít người như vậy. Cảm ơn bí thư Tiết đã cho ra lời thừa nhận, thực chất tôi cũng rất tin tưởng vào chính mình. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, hắn cảm thấy mình và Tiết Diệu Tiến giống như đang uống trà luận anh hùng. Việc nhân đức không nên nhường cho ai, Chủ tịch Tử Quân, trước kia tôi cảm thấy anh là người dày dạn kinh nghiệm và lão luyện, rất nhiều chuyện đều có mưu trước rồi động sau, cũng không quá phấn chân tinh thần như cán bộ thanh niên. Nhưng bây giờ tôi đã yên tâm, cán bộ thanh niên thì cũng cần dám dánh dám liều mạng, phải có dũng khí và quyết tâm. Tiết Diệu Tiến có vẻ rất vui vì biểu hiện không chút khiêm tốn của Vương Tử Quân, hắn giống như nhặt được một phần thưởng gì đó rất lớn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tiết Diệu Tiến, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác không biết phải làm sao cho tốt. Nhưng hắn cũng có cảm xúc, có mưu rồi mới động đôi khi là chuyện tốt nhưng nhìn về phía sau lại thấy có chút mềm yếu, mình cũng nên cải cách tư tưởng của chính mình ở phương diện này mới được. Trong quá trình hội đàm kế tiếp chủ yếu là Tiết Diệu Tiến nói và Vương Tử Quân làm người nghe. Lúc này Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác Tiết Diệu Tiến không phải là một vị bí thư thị ủy, giống như một ông lão hàng xóm đơn giản mộc mạc, chủ yếu nói về kinh nghiệm công tác của mình, còn có một vài chuyện cũ mà hắn cảm thấy đắc ý. Tử Quân, năm xưa khi đào mương, tôi là người đầu tiên nhảy xuống nước, cũng vì vậy mà đến tối lãnh đạo ban thưởng cho một con gà quay và một chai rượu. Khi đó gà quay ăn thật sự sướng miệng, thế nhưng rượu lại có hơi ít, một chai được tôi uống cạn nhanh chóng. Tiết Diệu Tiến khẽ dùng tay lau miệng, giống như bí thư đang nhớ lại hương vị uống rượu vào thời điểm năm xưa. Những năm nay có thể nói cũng không còn nhiều người biết lắng nghe người khác. Phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến vào thời điểm trước có thể nói là xua người như đuổi vịt, gương mặt kẻ nào đến đây cũng nịnh nọt như thái giám. Vương Tử Quân lúc này quả thật là một người biết lắng nghe, tuy hắn chưa từng trải qua thời đại của Tiết Diệu Tiến, nhưng kinh nghiệm kiếp trước lại làm hắn hiểu tâm tư của Tiết Diệu Tiến khi phải rời khỏi cương vị công tác vào lúc này. Hắn cơ bản không nói chen lời, nhưng chốc chốc nói vào một câu lại làm cho Tiết Diệu Tiến vui vẻ thêm vài phần. Một ấm trà được bí thư Tiết Diệu Tiến thay trà ba lượt, Vương Tử Quân cũng hai lần gọi Trương Hiểu Đông vào tiếp thêm nước. Mỗi lần như vậy Trương Hiểu Đông thấy gương mặt của bí thư cực kỳ hồng hào, đang cố gắng giảng giải kinh nghiệm của mình khi ở trên vị trí bí thư huyện ủy năm xưa. Tút tút tút, tiếng chuông vang lên, Tiết Diệu Tiến đang nói chuyện cực kỳ hứng thú mới phát hiện đã đến giờ tan tầm. Hắn dùng ánh mắt vẫn chưa quá thỏa mãn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân nói. Chủ tịch Vương, đáng lý ra tôi sẽ mời anh dùng cơm, nhưng hôm nay không đi được, thế này đi, đến chiều chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Vậy thì để đến chiều tiếp tục trò chuyện. Vương Tử Quân cười lớn đồng ý với Tiết Diệu Tiến, sau đó hắn cười tủm tỉm rời khỏi phòng làm việc của bí thư thị ủy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên khi Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết được vài bước. Hắn nhìn chiếc điện thoại của mình mà có chút xúc động, lúc hắn muốn thì nó lại không đổ chuông, bây giờ hắn rời khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến mới chịu đổ chuông. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra, hắn thấy đó là một số điện thoại lạ, trong lòng thầm suy nghĩ xem là ai gọi điện thoại đến. Lúc này ở đầu dây bên kia chợt vang lên một âm thanh quen thuộc. Chủ tịch Vương, chúc mừng. Người gọi điện thoại đến là Quách Tiên Vi, Vương Tử Quân cũng không để ý đến lời nói của đối phương. Hắn cười ha hả nói. Trưởng phòng Quách, lúc này gọi điện thoại cho thuộc hạ, có phải muốn thuộc hạ mời ngài dùng cơm không? Cậu mới là người cần mời khách, hơn nữa tôi sẽ không đến những nơi quá bình thường. Quách Tiên Vi ở đầu dây bên kia dùng giọng ghen ghét nói. Vương Tử Quân còn chưa kịp phản ứng thì đã cười ha hả nói. Trưởng phòng Quách, anh không muốn đến những nơi tầm thường, như vậy sẽ đến những nơi không bình thường. Anh nói xem. Chờ tôi đến thành phố Sơn Viên mời anh dùng cơm, hay ngài đến thành phố Đông Bộ kiểm tra thị sát để cho tôi cơ hội đây. Chương 501-510 lửa có thể cháy tràn lan trên đồng cỏ. Những chỗ không bình thường. Ôi, Chủ tịch Vương của tôi, những lời này mà cậu cũng nói ra cho được. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng chạy thoát, lần này tôi phải dùng dao mổ trâu để xẻ thịt Chủ tịch Vương. Thành phố Sơn Viên gần đây có mở một nhà hàng Pháp, nghe nói mùi vị rất ngon, hoàn cảnh thanh nhã, tôi còn chưa đựa đến thưởng thức, cậu ước lượng xem có đủ tiền mời tôi một bữa không? Quách Tiên Vi nói xong thì đột nhiên đổi giọng, hắn trầm thấp và nghiêm túc lên tiếng. Tử Quân, vừa rồi tôi nghe trưởng phòng Hứa nói bí thư Tiết Diệu Tiến đề cử anh là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân chợt sững sờ, tin tức của Quách Tiên Vi thật sự đến quá mức đột nhiên.
dù thế nào thì hắn cũng không ngờ bí thư Tiết Diệu Tiến sẽ đề cử mình là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ. Tuy Tiết Diệu Tiến sắp lui ra, hơn nữa còn có sai lầm ở sự kiện Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm, thế nhưng điều này cũng không thể chối bỏ công tác của hắn được. Bây giờ Tiết Diệu Tiến vẫn là bí thư thị ủy Đông Bộ, hắn đề cử thì tỉnh ủy cũng phải xem xét tường tận. Vương Tử Quân cũng không nghĩ đến tình huống mình là chủ tịch thành phố, thế nhưng hắn cảm thấy mình căn bản rất thiếu lý lịch. Hắn tự tin mình có đủ thông minh và tài cán, cũng có đủ biểu hiện, nhưng muốn tiến lên chỉ dựa vào những thứ kia là chưa đủ, còn phải có kỳ ngộ. Thời điểm này là khá tốt, nếu nói về văn bằng thì Vương Tử Quân đủ điều kiện, nói về trẻ hóa cán bộ lãnh đạo thì hắn càng vượt qua, nhưng một vị lãnh đạo được tạo lên từ hai con đường, một là chính mình cố gắng để được đề bạt, hai là được người ta đẩy lên. Vương Tử Quân xem như là một cán bộ phát triển mạnh mẽ ở thành phố Đông Bộ, nhưng cảnh tượng tuyệt vời của hắn vào lúc này cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài, dù thế nào thì vị trí đứng đầu khối chính quyền và cấp phó thủ hạ có chênh lệch không nhỏ, là một cái hố sâu khó vượt qua. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình huống nhìa khi hắn không e ngại Nhâm Xương Bình, thế nhưng cũng chỉ có thể bị động tiếp chiêu mà thôi. Sau nhiều lần tranh chấp tất nhiên Vương Tử Quân sẽ cực kỳ tha thiết chờ mong với vị trí lãnh đạo khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Hắn muốn trở thành lãnh đạo để thúc đẩy thành phố Đông Bộ vận hành theo quỹ đạo tốt đẹp như huyện Lô Bắc năm xưa. Hắn cũng không muốn mình là một cán bộ cấp phó, nhìn thì rất đẹp đẽ nhưng làm gì cũng bị cản tay, chỉ có thể bị động ứng phó mà ăn căn bản không có chút chủ động. Anh Quách, anh lại trêu đùa tôi rồi. Vương Tử Quân cố gắng áp chế xúc động trong lòng, trong giọng nói có thêm vài phần ngưng trọng. Tất nhiên là sự thật, tôi muốn chào cậu cũng sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn. Quách Tiên Vi giống như cảm nhận được sự trịnh trọng của Vương Tử Quân, giọng điệu cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tử Quân, tôi thật sự bội phục cậu, lời này cũng không phải là tôi khen cậu, ngay cả trưởng phòng cũng khen ngợi cậu. Tiết Diệu Tiến là cán bộ lãnh đạo nổi danh kiêu ngạo trong tỉnh, có thể để anh ấy nói ra vài lời đề cử thì thật sự không dễ dàng chút nào. Tiết Diệu Tiến lên tiếng khích lệ, hơn nữa còn đề cử mình với lãnh đạo tỉnh ủy, điều này làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Thật sự khó thể tin. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện tình huống hôm nay Tiết Diệu Tiến tìm mình nói chuyện, khi đó mình cảm thấy cực kỳ khó hiểu, bây giờ hắn xem như đã hiểu rõ. Tử Quân, dù có lời đề cử của bí thư Tiết Diệu Tiến làm cơ sở, thế nhưng điều này cũng không thể khẳng định cậu có thể tiến lên vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ. Cậu còn khiếm khuyết thời gian tại nhiệm, hơn nữa trên phương diện đề cử nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ thì lời nói của bí thư Tiết Diệu Tiến cũng căn bản khó so sánh với ý kiến của Đồng Quốc Khánh. Anh Quách, cảm ơn anh đã chỉ điểm. Vương Tử Quân mỉm cười nói lời cảm tạ với Quách Tiên Vi. À, lúc này vấn đề điều chỉnh ban ngành thành phố Đông Bộ đã giống như mũi tên lao đi với tốc độ cao, nếu để quá thời hạn sẽ không hay, vì vậy cậu nên nắm chắc thời gian. Quách Tiên Vi chúc Vương Tử Quân thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Hắn là phó phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn có thể hiểu tâm tư của Vương Tử Quân vào lúc này, vì thế sau khi thông báo cho Vương Tử Quân thì cũng không muốn tiếp tục quấy rầy. Vương Tử Quân ngồi xuống bàn làm việc của mình, nếu không có cuộc điện thoại của Quách Tiên Vi thì hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều về vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ. Nhưng con người là vậy, bình thường giống như một bó củi khô, không ai tác động thì không có vấn đề, nếu có một đốm lửa bùng lên sẽ nhanh chóng bùng cháy. Cú điện thoại của Quách Tiên Vi có thể nói là một ngọn lửa làm mồi như vậy. Mình nhất định phải kéo vị trí chủ tịch thành phố vào trong tay. Vương Tử Quân có tính toán như vậy và bắt đầu tính toán tài nguyên trong tay mình. Lời đề cử của bí thư Tiết Diệu Tiến là cực kỳ quan trọng với mình, có được lời đề cử của vị bí thư thị ủy sắp rời khỏi cương vị, ít nhất Vương Tử Quân cũng có thể đứng ngang hàng với nhân tuyển Phạm Bằng Phi của Đồng Quốc Khánh. Người có quyền quyết định lớn nhất trong sự kiện lần này chính là bí thư tỉnh ủy Nhiếp Hạ Quân, nếu có được sự giúp đỡ của bí thư Nhiếp, như vậy đã thành công được một nửa. Còn các vị lãnh đạo tỉnh ủy khác thì sao? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên hình ảnh của các vị thường ủy còn lại. Trong số các vị thường ủy tỉnh ủy còn lại, Hào Nhất Phong là lãnh đạo thứ hai của tỉnh ủy, rõ ràng là một người có độ nặng tuyệt đối đứng sau Nhiếp Hạ Quân. Vì sự kiện liên quan đến Dương Quân Tài, Vương Tử Quân tuyệt đối có lý do để tin Hào Nhất Phong chắc chắn sẽ không cho mình chút trợ giúp nào. Tề Chính Hồng, La Nhân Uy, Lưu Truyền Thủy. Vương Tử Quân khẽ vung bút lên bản thảo, một loạt cái tên xuất hiện trên mặt giấy. Nhiếp Hạ Quân là bí thư tỉnh ủy, có thể nói là ngày nào cũng cực kỳ bận rộn, mỗi ngày đều có rất nhiều thứ cần phải xử lý. Nhưng sau khi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân, lão vẫn quyết định bỏ ra vài phút để gặp Vương Tử Quân.
Nhiếp Hạ Quân trước nay rất chú ý đến tình huống của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ. Lão dù chưa từng mở miệng hỏi về tình hình công tác của Vương Tử Quân nhưng lại giống như thấy rõ tất cả. Nhiếp Hạ Quân dù có chút giật mình với tình huống Vương Tử Quân có thể đứng vững bàn chân ở thành phố Đông Bộ trong thời gian ngắn như vậy, nhưng lão nghĩ lại và cảm thấy nó hợp tình hợp lý. Nếu Vương Tử Quân không có chút tài năng thì cũng không thể nào đẩy được một Dương Quân tài có hậu trường cứng nhắc ra khỏi tỉnh Sơn Nam, lại càng không cần nói đến phương diện phát triển mạnh mẽ khi nhận công tác ở khối tỉnh đoàn. Những sự kiện kia căn bản là rất hợp tình hợp lý, nhưng điều làm cho Tiết Diệu Tiến cảm thấy bất ngờ chính là trước lúc rời khỏi chức vụ bí thư thị ủy thì Tiết Diệu Tiến lại đề cử Vương Tử Quân tiến lên làm chủ tịch thành phố Đông Bộ. Dù đề cử này chỉ mang tính chất tham khảo, thế nhưng được một vị bí thư thị ủy trịnh trọng đề cử, tổ chức cũng phải thận trọng suy xét. Tiết Diệu Tiến vì sự kiện liên quan đến Tiết Nhất Phàm mà không thể không rút chân, thế nhưng nó không phải chứng minh bí thư Tiết có vấn đề. Hơn nữa những năm qua bí thư Tiết có cống hiến không nhỏ tới sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ. Điều này làm cho rất nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy phải lau mắt nhìn Tiết Diệu Tiến, một vị bí thư như vậy cho ra lời đề cử, rất dễ cho tỉnh ủy tiếp nhận. Tiết Diệu Tiến công tác lâu năm ở thành phố Đông Bộ, cũng coi như là một người có lực ảnh hưởng cực lớn đến thành phố này. Dù bây giờ bí thư Tiết có chút thất thế, nhưng trong nhóm thường ủy thị ủy, số người đứng về phía bí thư Tiết cũng khá đông. Có nhiều vị thường ủy đi theo bí thư Tiết Diệu Tiến nhiều năm, thế nhưng bí thư Tiết lại không đề cử bọn họ, lại ném cơ hội này sang cho Vương Tử Quân. Khi trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang đi đến báo cáo thì Nhiếp Hạ Quân thật sự cảm thấy rất khó tin. Hứa Tiền Giang tất nhiên càng không dám giấu giếm, hắn nói mình tiếp xúc nói chuyện với Tiết Diệu Tiến, bí thư Tiết Diệu Tiến đã nói ra điều này. Vì sự nghiệp phát triển lâu dài của thành phố Đông Bộ, Vương Tử Quân là một nhân tuyển không gì tốt hơn. Đây là những lời đề cử của Tiết Diệu Tiến, tuy nó được Hứa Tiền Giang nói ra, thế nhưng Nhiếp Hạ Quân vẫn cảm nhận được nhận thức và tự tin cao độ của bí thư Tiết Diệu Tiến khi nói ra những lời như vậy. Khi Nhiếp Hạ Quân đang liên tục suy xét vấn đề, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, lão nói một câu mời vào. Lão thấy thư ký của mình khẽ lui người ra, nhưng khi nhìn lướt qua viên thư ký, ánh mắt của lão đã rơi lên người tên thanh niên đứng sau lưng thư ký của mình. Từ khi đến thành phố Đông Bộ thì Nhiếp Hạ Quân đã có vài tháng chưa gặp Vương Tử Quân, nói về ngoại hình thì tên cán bộ thanh niên kia không có biến đổi gì quá lớn, nhưng tất cả hành vi cử chỉ lại càng thêm ổn định và trưởng thành hơn rất nhiều. Tử Quân, ngồi đi. Nhiếp Hạ Quân buông văn kiện đang phê duyệt xuống, sau đó tùy ý chỉ tay về phía ghế salon. Vương Tử Quân cũng không khách khí, sau khi nói lời cảm tạ bí thư Nhiếp, hắn vững vàng ngồi xuống đối diện với Nhiếp Hạ Quân. Sau khi thư ký vào phòng dâng trà và lui ra ngoài, Nhiếp Hạ Quân lúc này mới cười nói. Đã lâu rồi cậu chưa đến đây, hiện tại công tác ở thành phố Đông Bộ thế nào rồi? Bí thư Nhiếp, thật ra mỗi lần đến thành phố Sơn Viên thì tôi đều muốn đến chỗ ngài báo cáo công tác, nhưng mỗi lần cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi, cũng không dám đến. Vương Tử Quân khẽ cười nói tiếp. Ngài là lãnh đạo của một tỉnh Sơn Nam, mỗi ngày có rất nhiều sự việc và có rất nhiều người xếp hàng chờ ngài xử lý triệu kiến. Tôi cũng không dám đến chen chân vào. Tôi dám nói trong phòng làm việc của ngài, chỉ sợ ba ngày cũng không có một vị cán bộ cấp phó giám đốc sở đi vào. Vương Tử Quân dù nói khá khoa trương nhưng đó cơ bản là tình hình thực tế. Dựa vào địa vị của Nhiếp Hạ Quân, những người đến phòng làm việc của lão báo cáo công tác ít nhất cũng là các lãnh đạo đứng đầu đơn vị ban ngành, ngay cả chủ tịch thành phố cũng thậm chí chưa đủ độ nặng chứ đừng nói Vương Tử Quân chỉ là một vị phó chủ tịch thường vụ thành phố. Nhiếp Hạ Quân nghe Vương Tử Quân nói ra lý do mà khẽ cười nói. Tiểu tử cậu cũng đừng nói lời tâng bốc, chẳng lẽ cậu muốn gặp tôi còn mở lời khước từ sao? Ôi, lãnh đạo, ngài cũng không phải là người thường nhìn từ trên cao xuống, nếu không hôm nay một vị cán bộ cấp phó giám đốc sở như tôi đến chỗ này, chỉ sợ sẽ bị người ta nhìn chằm chằm như khỉ, thật sự tổn thương lòng tự tôn. Vương Tử Quân vừa cười vừa nói tiếp. Vì vậy hôm nay tôi mới kiên trì mặt dày mày dạn đi đến đây. Muốn ngài mặc lên người tôi một bộ quần áo mới. Vương Tử Quân nói rất có nghệ thuật, dù hắn không nói nửa câu liên quan đến phương diện đề bạt làm chủ tịch thành phố, thế nhưng lời nói lại biểu đạt rõ ràng. Hắn tin với kinh nghiệm tham chính nhiều năm của lãnh đạo, chắc chắn ngài sẽ nghe và hiểu lời nói của mình. Nhiếp Hạ Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, lúc này lão mới nói. Tử Quân, cậu cũng biết rồi đấy, có đôi khi mặc quần áo mới không phải chỉ vì đẹp, còn có thêm nhiều trách nhiệm. Bí thư Nhiếp, tôi hiểu. Vương Tử Quân dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Nhiếp Hạ Quân, hắn cũng không nói thêm điều gì khác,
thế nhưng ánh mắt đã cho thấy rõ thái độ của hắn. Nhiếp Hạ Quân nhìn vẻ mặt tự tin của Vương Tử Quân, lão thật sự rất muốn cảm khái một câu, đúng là con bà nó ngé con không sợ cọp. Nhưng sau khi suy xét lại, lão cảm thấy những lời này thật sự không thích hợp với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không phải là ngé con mới đẻ, ít nhất thì Nhiếp Hạ Quân thấy Vương Tử Quân cũng không phải là loại ngé con mới đẻ có sợ cọp. Nhiếp Hạ Quân lấy một gói thuốc từ trên bàn làm việc của mình, lão rút ra một điếu ném cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn nhận lấy điếu thuốc, cũng không quên châm lửa cho lãnh đạo. Khói thuốc bắt đầu lượn lờ và lan tràn khắp phòng làm việc của Bí thư Nhiếp, trong làn khói trắng, Vương Tử Quân giống như sinh ra cảm giác Nhiếp Hạ Quân biến mất khỏi phòng. Nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ, lúc này là thời điểm quan trọng để xem hắn có thể nhận được sự giúp đỡ của Bí thư Nhiếp hay không, có thể nói là cực kỳ quan trọng. Chỗ này của tôi xem như thông qua, cậu cảm thấy các vị lãnh đạo khác có ý kiến bất đồng hay không? Nhiếp Hạ Quân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu của lão lúc này càng hiền hòa hơn vừa rồi rất nhiều. Tất nhiên sẽ không có ý kiến bất đồng, trong đảng thực hành chế độ tập trung dân chủ, trước dân chủ sau tập trung. Hơn nữa, có ngài lên tiếng, còn sợ có người bất đồng ý kiến sao? Đây không phải là khiêu chiến lực khống chế của ngài à? Nhiếp Hạ Quân nở nụ cười từ chối cho ý kiến. Dù lão biết những lời nói của Vương Tử Quân thật sự là khó thể tin vào, nhưng Vương Tử Quân nói như vậy cũng không phải không đáng khẳng định. Nhiếp Hạ Quân nói thêm vài câu với Vương Tử Quân về sự việc liên quan đến thành phố Đông Bộ, sau đó lão nhìn đồng hồ rồi trầm giọng nói. Vài phút sau tôi còn tham gia hội nghị, hy vọng cậu có thể thường xuyên đến chỗ tôi. Vâng, Bí thư Nhiếp. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế salon rồi dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Tốt. Thanh niên cần phải tự tin như vậy. Nhiếp Hạ Quân cũng đứng lên khỏi ghế salon, lão vung tay vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, sau đó cất bước đi ra phòng làm việc. Vương Tử Quân nhìn Nhiếp Hạ Quân và thư ký bỏ đi, hắn khẽ nở nụ cười thản nhiên. Cuối cùng hắn đã hiểu ý của bí thư Nhiếp Hạ Quân, đó là sẽ cố gắng đẩy hắn lên làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, nhưng lại đề cập đến một phương diện khác, chính là yêu cầu có sự phối hợp, là ý kiến của các vị thị ủy tỉnh ủy khác. Vương Tử Quân đứng trên lầu nhìn chiếc xe của bí thư Nhiếp chậm rãi rời khỏi khu văn phòng tỉnh ủy, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt. Nhâm Hồng đồng ý xem như Vương Tử Quân đã đạt được mục đích, khi tìm đến Nhiếp Hạ Quân thì Vương Tử Quân chỉ cần nhìn qua đã phát hiện ra vài vấn đề, đó là vị bí thư tỉnh ủy này cũng thật sự có đặt niềm tin lên người mình. Vương Tử Quân đứng trên góc độ của mình để suy xét vấn đề, hắn hiểu Nhiếp Hạ Quân sẽ không thể nào cho ra một lời đảm bảo 100% với mình. Dù sao hắn cũng là người được bí thư Tiết Diệu Tiến đề cử, nhưng nếu nói về lý lịch và độ tuổi thì căn bản là không có ưu thế gì. Dưới tình huống này cho dù hắn muốn đối mặt với cạnh tranh, chỉ sợ cũng bị các vị thường ủy tỉnh ủy khác phản đối. Vương Tử Quân rời khỏi khu văn phòng tỉnh ủy mà không khỏi nhấc điện thoại lên, nhưng hắn vừa đưa điện thoại lên lại nhanh chóng hạ xuống. Vương Tử Quân cầm điện thoại lên định gọi điện thoại cho bố vợ mình là Mạc Đông Tường. Tuy địa vị của Mạc Đông Tường bây giờ vẫn căn bản không thể so sánh với Mạc Lão Gia Tử, thế nhưng cũng là người quyền cao chức trọng, nếu ông ta mở miệng, Vương Tử Quân có thêm nhiều phần thắng. Nhưng Vương Tử Quân lại không gọi đi, hắn biết mình không gọi đi thật sự có chút ngu xuẩn, thế nhưng trong lòng vẫn có chút kiên trì, ép hắn phải đặt điện thoại xuống. Hắn có quan hệ rất tốt với Mạc Lão Gia Tử và Mạc Tiểu Bắc trong Mạc Gia, thế nhưng hắn lại sinh ra cảm giác ngoài Mạc Lão Gia Tử thì mình và Mạc Gia vẫn luôn có chút lạ lắm. Có chút bìa xích, giống như có thứ gì đó làm hắn khó dung nhập vào bên trong. Thái độ của bố vợ Mạc Đông Tường với Vương Tử Quân là không tốt không xấu, thế nhưng thái độ như vậy lại làm cho Vương Tử Quân đối diện với một vài vấn đề thì cũng không muốn nhờ cậy. Con người là vậy, luôn có những thứ cực kỳ kiên trì. Vương Tử Quân nhìn điện thoại trong tay rồi lẩm bẩm nói. Có những việc cực kỳ kiên trì nhưng cũng có những việc cần được tiếp tục. Vương Tử Quân đi đến nhà của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Lưu Truyền Thụy. Cũng không phải đến một mình, còn có cả Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai có thể cùng đi với Vương Tử Quân đến nhà của Bí thư Lưu Truyền Thụy, điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác kỳ hưng phấn. Nàng mặc một bộ váy màu xanh, nhìn qua cực kỳ quyến rũ, bàn tay với những ngón tay thon thả cầm theo một túi sách nhỏ. Nàng cùng Vương Tử Quân đến gõ cửa nhà Bí thư Lưu Truyền Thụy. Giai Giai đến đấy à, mau ngồi đi. Một người phụ nữ hơn 50 đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy Trương Lộ Giai thì tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Bà giữ chặt lấy tay của Trương Lộ Giai, sau đó nhìn thật kỹ, lại cười ha hả nói vọng vào trong. Anh Lưu, Giai Giai đến chơi.
Lưu Truyền Thụy mặc một bộ đồ ngủ từ trong nhà đi ra, khi thấy Trương Lộ Giai thì trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa của một vị trưởng bối, nhưng khi thấy vẻ mặt cũng tươi cười không kém của Vương Tử Quân thì gương mặt lão có chút cứng lại. Lão cũng không ngờ Vương Tử Quân đến nhà mình, hơn nữa còn đến cùng Trương Lộ Giai. Chào Bí Thư Lưu. Vương Tử Quân cười bắt chuyện với Bí Thư Lưu Truyền Thụy, sau đó thuận tay đặt vài món mà Trương Lộ Giai mua khi đi trên đường lên mặt bàn. Lưu Truyền Thụy trước kia cũng rất tán thưởng Vương Tử Quân, sau khi bắt chuyện với Vương Tử Quân thì lão cười nói. Tử Quân đến đây ngồi. Sau khi người giúp việc rót trà nước thì Lưu Phu Nhân kéo Trương Lộ Giai sang một bên để trò chuyện, phòng khách rộng chỉ còn lại Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thụy. Lưu Truyền Thụy tất nhiên cũng có suy đoán đại khái về mục đích của Vương Tử Quân khi đến đây. Khi lão chuẩn bị mở miệng hỏi xem Vương Tử Quân sẽ biểu đạt ý nghĩ của mình như thế nào, chợt nghe thấy Vương Tử Quân dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Bí thư Lưu, ngài nói xem, nếu như tôi tiến lên làm bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, như vậy sẽ có vấn đề gì? Vấn đề không nhỏ, thật sự có hương vị kỳ dị. Lưu Truyền Thụy cũng không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi như vậy, thế là có chút sững sờ, sau đó cười ha hả nói. Ngay cả bí thư Lưu cũng thấy tôi không thể tiến lên làm bí thư thị ủy Đông Bộ, như vậy tôi chỉ có thể thành thật làm một vị chủ tịch thành phố mà thôi. Vương Tử Quân rời khỏi nhà của bí thư Lưu Truyền Thụy mà thở dài một hơi. Nói chuyện với Lưu Truyền Thụy, Vương Tử Quân thấy bí thư Lưu tuy không bày tỏ thái độ như bí thư Nhiếp, thế nhưng bí thư Lưu cũng không bày tỏ thái độ phản đối với sự kiện Vương Tử Quân tiến lên làm chủ tịch thành phố Đông Bộ. Không phản đối thì tất nhiên sẽ là tán thành, trên quan trường có những chuyện không cần xem đối phương nói như thế nào, phải xem anh hiểu nó như thế nào. Chú Lưu cũng thật là, cũng không chịu nói một câu nào bày tỏ rõ ràng, nếu không để chị về gặp ông nội, để ông ra mặt nói vài lời với bí thư Lưu. Trương Lộ Giai nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ giữ lấy cánh tay của Trương Lộ Giai, hắn khẽ cười nói. Chị Lộ Giai, chuyện này không cần Trương Lão Gia Tử ra mặt, bí thư Lưu đã tỏ thái độ rõ ràng rồi. Cậu nói gì? Trương Lộ Giai khẽ thu tay lại, nàng dùng ánh mắt có vài phần trách cứ nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy ánh mắt của Trương Lộ Giai thì lập tức hiểu rõ mình sai ở chỗ nào, hắn lập tức chặn lại nói. Cũng không cần ông phải ra mặt, chị xem tôi này, có gì mà không làm được. Hừ, như vậy còn chấp nhận được. Trương Lộ Giai khẽ véo một cái lên cánh tay của Vương Tử Quân, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Trương Lộ Giai vốn rất dịu dàng với mình chợt trở nên có chút điêu ngoa, thế là trong lòng càng bùng lên cảm giác muốn ôm cô gái này vào trong lòng. Nhưng hiện tại hắn cũng không có lá gan như vậy, vì nơi này không phải là căn nhà tình yêu của hắn và nàng, nơi đây là khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy. Chị Lộ Giai, chỗ này cũng không phải nơi ở lâu, nếu không chúng ta về nhà thôi. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt nhiệt tình như lửa của Trương Lộ Giai, hắn khẽ nói. Trương Lộ Giai tất nhiên hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, nàng cũng thấy ánh mắt nóng hừng hực của hắn, trong lòng càng xuất hiện ngọn lửa khó khống chế. Cậu muốn đi thì cứ đi, chẳng qua trước khi cậu đến thì chị đã nói với ông rồi, hôm nay sẽ ở lại đây. Trương Lộ Giai dùng ánh mắt không nỡ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng u buồn nói. Vương Tử Quân chợt có chút sững sốt, hắn dù có ngàn lá gan cũng không dám chơi đùa trước mặt Trương Lão Gia Tử. Trương Lão biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Trương Lộ Giai, thế nhưng biết thì biết, chẳng qua mọi người giữ nó trong lòng, tốt nhất là không nên nói ra. Khi Vương Tử Quân cảm thấy rất đáng tiếc, đúng lúc Trương Lộ Giai đi về phía trước chợt nghiêng đầu, trong mắt có vài phần nghịch ngợm. Chàng ngốc, nghĩ gì vậy? Hôm nay ông đi đến thăm hai vị chiến hữu, sẽ không quay về. Hôm nay không quay về. Vương Tử Quân chợt cảm thấy mình được kéo từ địa ngục lên thiên đường. Hắn nhìn bộ dạng vui vẻ như một con chim nhỏ của Trương Lộ Giai, thế là nhanh chóng đuổi theo nàng. Nhâm Sương Bình nhìn Phó Bí Thư Phạm Bằng Phi đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình, trong mắt sinh ra chút trào phúng. Hắn nhìn bộ dạng đi tới đi lui không ngừng của Phạm Bằng Phi giống như một con cá, thế là khẽ đặt văn kiện trong tay xuống rồi mở miệng nói. Này Bằng Phi, anh cũng không ngồi xuống nghỉ chân một lát sao? Tôi đây muốn phê duyệt văn kiện cũng không được. Ôi, Chủ tịch Nhâm, Bí Thư Nhâm của tôi, mỗi ngày chúng ta đều xem văn kiện, mỗi ngày địa cầu vẫn quay, tôi xin anh nên buông văn kiện xuống, nói xem tôi nên làm gì vào lúc này đây. Phạm Bằng Phi không những không dừng bước, bước tiến lại nhanh hơn vừa rồi. Hắn đi đến trước mặt Nhâm Sương Bình, dùng giọng nóng lòng như lửa đốt hỏi.
Nhâm Sương Bình đưa tay đặt văn kiện xuống bàn, sau đó ném cho Phạm Bằng Phi một điếu thuốc nói. Bằng Phi à, Tiết Diệu Tiến cực lực đề cử Vương Tử Quân, nhưng nói về năng lực hay lý lịch thì Vương Tử Quân nào phải là đối thủ của anh. Tôi khuyên anh nên yên lòng, nên thanh thản chờ tổ chức đề bạt mình là vừa. Phạm Bằng Phi nhếch miệng muốn cười một cái nhưng trong lòng lại không thoải mái, rất khó buông lỏng tinh thần. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân được Tiết Diệu Tiến đề cử làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, Phạm Bằng Phi chợt giống như kiến bò chảo nóng, nôn nóng đến mức xoay vòng vòng. Thử nghĩ mà xem, ai sẽ ngờ xuất hiện cục diện như vậy. Dù Phạm Bằng Phi luôn cố gắng khắc chế cảm giác nôn nóng bất an của mình, thế nhưng trong lòng hắn vẫn giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Nhiều ngày qua Phạm Bằng Phi hắn đi gần bên Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình không phải vì vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ sao. Bây giờ Vương Tử Quân là một con ngựa đen chạy từ phương xa đến, điều này không khỏi làm cho Phạm Bằng Phi cảm nhận được nguy cơ. Trước kia Phạm Bằng Phi cảm thấy mình ít nhất cũng có 8 phần sẽ tiến lên làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, dù sao hắn cũng là phó bí thư chủ quản công tác tổ chức, lại là cán bộ công tác ở Đông Bộ rất lâu. Khi Nhâm Sương Bình tiến lên làm bí thư thị ủy, như vậy đẩy Phạm Bằng Phi tiến lên tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng bây giờ Phạm Bằng Phi chợt phát hiện sự việc không đơn giản như mình nghĩ, Tiết Diệu Tiến đề cử Vương Tử Quân, điều này là hắn cảm nhận được áp lực. Trước đó Phạm Bằng Phi đã lường trước tình huống bí thư Tiết Diệu Tiến sẽ đề cử vài người, thế nhưng hắn đã cẩn thận xem xét từng người có khả năng bên phía Tiết Diệu Tiến. Hắn cảm thấy những người kia căn bản không có tư cách cạnh tranh với mình, thế cho nên hắn cảm thấy cực kỳ tin tưởng vào khả năng chiến thắng của mình. Nhưng quan trường thật sự thay đổi trong chớp mắt, Vương Tử Quân tiến lên làm cho Phạm Bằng Phi cảm nhận được một cảm giác thất bại theo bản năng, đối phương là một người cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn lại không giống bình thường. Chủ tịch Nhâm, nếu như tất cả được như những gì ngài nói thì quá tốt, quan trọng là lời nói của bí thư Tiết có độ nặng rất lớn. Phạm Bằng Phi muốn mắng Tiết Diệu Tiến vài câu, thế nhưng lời lên đến bên miệng đành phải nuốt xuống. Dù sao hắn cũng là người đi theo bí thư Tiết nhiều năm, quyền uy của đối phương vẫn luôn bao phủ trong lòng, cũng không dám nói bậy. Nhâm Sương Bình châm một điếu thuốc, hắn hiểu ý của Phạm Bằng Phi, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục nói về chủ đề của đối phương. Anh đến chỗ tôi không phải chỉ vì phát tiết chút bất mãn trong lòng đấy chứ? Nhâm Sương Bình trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng hỏi Phạm Bằng Phi. Phạm Bằng Phi tất nhiên không phải đến để phát tiết bất mãn của mình, hắn tìm đến vì mục đích khác, khi thấy Nhâm Sương Bình nhắc đến thì hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Nhâm, dựa vào mối quan hệ giữa hai anh em ta bấy lâu nay, tôi cũng không gạt anh. Hôm nay tôi nhận được điện thoại của một đồng hương công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Vị đồng hương kia nói tôi nên tranh thủ một chút, vì vị trí chủ tịch thành phố này còn chưa biết rơi lên đầu ai. Nhâm Sương Bình không nói gì, cũng không hỏi người kia là ai. Trước đó hắn không quan tâm đến vấn đề này, thế nhưng Tiết Diệu Tiến lại đề cử Vương Tử Quân cho lãnh đạo tỉnh ủy, tin tức này truyền ra làm hắn cực kỳ không thoải mái. Nhâm Sương Bình đã sắp là bí thư thị ủy, ai làm chủ tịch thành phố cũng không là vấn đề, nhưng Vương Tử Quân thì không được. Người kia mới chỉ là một phó chủ tịch thường vụ thành phố đã ép cho Nhâm Sương Bình cực kỳ khó thở, nếu mình là bí thư thị ủy, đối phương lại là trợ thủ cho mình, thế mình sao có thể áp chế được đối phương. Nhâm Sương Bình chỉ cần nghĩ như vậy đã cảm thấy toàn thân cực kỳ khó chịu. Trước mắt để ngăn chặn cục diện này thì biện pháp tốt nhất chính là bóp chế Vương Tử Quân từ trong trứng nước. Nhâm Sương Bình nhìn đồng hồ rồi trầm ngâm nói. Trước khi anh đến tôi đã gọi điện thoại cho trưởng phòng Đồng. Bây giờ trưởng phòng Đồng đang có chút thời gian rảnh, không bằng chúng ta sang đó ngồi một chút. Phạm Bằng Phi thật sự chỉ chờ kết quả này, sau khi nghe Nhâm Sương Bình nói như vậy thì nhanh chóng rụi thuốc vào gạt tàn, sau đó thuận tiện đứng lên ghế salon. Khi hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, lúc này Đồng Quốc Khánh đang nghe điện thoại. Thấy hai người Nhâm Sương Bình đi vào, Đồng Quốc Khánh khẽ khoát tay cho hai người ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói vào trong điện thoại. Chủ tịch Tề, chuyện này ngài cứ yên tâm, tôi kiên quyết bảo trì nhất trí cao độ với tỉnh ủy, tích cực quán triệt chỉ thị của ngài, đảm bảo thực hiện ý đồ của tỉnh ủy. Nhâm Sương Bình nghe Đồng Quốc Khánh nói ra ba chữ chủ tịch Tề thì cùng đưa mắt sang nhìn Phạm Bằng Phi. Trong tỉnh Sơn Nam, chủ tịch Tề chỉ có một, đó là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Sơn Nam, là Tề Chính Hồng. Đồng Quốc Khánh nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, lúc này thư ký của hắn cũng đi vào rót nước cho Nhâm Sương Bình và Phạm Bằng Phi. Sau khi Đồng Quốc Khánh gọi điện thoại xong thì Nhâm Sương Bình cười nói. Trưởng phòng Đồng, bí thư Phạm hôm nay muốn mời ngài dùng cơm, tôi nghe thấy thế thì sợ bị gạt ra nên vội vàng theo sau,
vì thế mà hai người chúng tôi đến phòng anh vào lúc này. Đồng Quốc Khánh hiểu ý của Nhâm Sương Bình, hắn vội vàng nhìn thoáng qua Phạm Bằng Phi, sau đó thầm nghĩ, Phạm Bằng Phi này rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.